con qua bên kia, qua bên kia ấy nè. Tôi cho heo ấy rồi bỏ cái khe bà ấy là sai bẻ. Nhìn bà nùi. Trời ơi, thì giờ ranh giới ai chỗ đó người ta làm đi. Rồi tự nhiên cái gì mần chi rồi chen với tôi rồi giờ la tôi vậy? Dạ. Con em, dạ. Con em, bắt quả tang. Bắt quả tang. Dạ, 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 cô lính đừng bắt quả tang. Cô nào? Mẹ ơi, anh lính hả? Trời ơi, sao mà để tóc dài phủ phê tưởng là đàn bà không à? Im đi. Hai người giữ nguyên hiện trường. Nó nghe nè, lính 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 sao mà lính lớn kỹ kỳ vậy lính? Mấy bà ơi, mấy bà, tao ba cái hiện trường này thấy ghê hả? Nó ấy ở đây, nó ấy ở đây thì đứng đây được rồi. Ủa mà tụi tôi làm cái bị cái tội gì? Tụi tôi đâu có giết người cướp của rồi bắt tụi tôi. Nè, bà không cần nói nhiều, bà đứng yên đi. Những lời khai của bà sẽ là bằng chứng trước xã. Đứng đây. Trời ơi, tao nói đạp nguyên một đống ấy luôn à. Mèn ơi, hèn gì đứng trên người tưởng dáng đứng của xã ai già dáng em đứng đạp bạn. Này có mày. Trời ơi, mày chùi gì á mày? Dính tay đi chùi đại. Trời đất ơi, hết chỗ này nó dính chỗ kia này ấy. Mày dạ. Đi ra. Trời ơi, bà đứng yên tại trận. Bay. Dạ. Vui. Dạ thưa xã, con không biết con đứng đâu, tại chỗ nào cũng bất hồ. Mày bây giờ mày nghe tao nè. Dạ. Đứng đâu đứng y chỗ đó. Dạ. Đừng có di chuyển rồi trây trét ra. Cái mùi này nãy giờ nó xông lên tao muốn nín thở rồi nè. Dạ. Mày làm việc với hai cái con mắm này đi. Tội nặng lắm. Nè 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 nè. Ủa tội gì? Tụi tôi gì mà làm cái gì mà kêu tụi tôi làm mắm này mắm nọ. Có tên có tuổi đàng hoàng chứ. Trời đất ơi. Bà hỏi bà tội gì hả bà? Tội gì? Người coi đi. Ô nhiễm môi trường. Thấy không? Trời ơi, cái này là con vật nó ấy không phải tụi con ấy đâu mà giờ kêu tụi con ô nhiễm môi trường. Đừng lấn chiếm đất cầm phải không? Để con xử cái vụ này qua. Bây giờ tới phần trách nhiệm của con rồi. Mời Quang bước ra đằng sau. Thôi Quang đứng đó đi. Quang bước Quang đá văng lung tung nó mệt lắm. Để con động. Chịu hết nổi rồi. Tất cả. Cái gì? Để con quạt cho Quang nha. Quang ơi. Quạt cái... mày ơi. Trời đất ơi, mày hất ở dưới lên để cho chết tao hả? Trời đất ơi. Quang ơi. Cho nó chắc cú. Trước cái chỗ dân làng, Quang đừng có kẹp cái này không được. Quang. Rồi. Trời nói chuyện với mấy người nè. Đó. Hay quá, quá. Sáng tạo quá. Ủa sao tự nhiên bịch bùng như là Ả Rập Xê Út vậy? Trời, mấy người thử quen mấy mùi này rồi. Còn tôi, hương chất hậu tời, tôi làm gì tôi thử được mấy mùi này. Tôi không có chịu nổi, hiểu chưa? Trời. Dạ. Dạ thưa quan, để con luận tội mấy đứa này. Chưa gì mà nó già mồm nó nhảy vô trong họng mình không à. Dạ thưa quan, để con đọc. Phụng Thiên thừa giận. Quá. Dạ. Phụng Thiên thừa giận. Phải gỡ cái này ra tôi. Thì Phụng Thiên thừa nhận. Dạ không có, con đọc lâu. Cái này chiếu chỉ của triều đình hả mày? Đây 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 rồi quan. Để con xin phép đọc lại. Xuân hạ thu đông. Trời ban. Báo thời tiết ở đây hả? Trời ban ngũ cốc. Đến đông thế hả? Lộn văn. À đây đây à đây à. Con đọc đó quan. Quan quan thư cu. Tại Hà Chi Châu. Yêu. Mày dắt nguyên đám mày vô lầu xanh chơi bời đâu hả mày? Thì đâu có đâu. Thế cái vụ gì mà có yếu điệu? Hả? Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cái vụ này cái đơn ly dị. Đó thôi, cái đơn ly dị mà mày cũng đem ra đây nữa. Vậy thôi Quang nói luôn đi chứ nãy giờ con học dịch vậy. Mày đừng có nói với tao hầu tối này mày trốn vợ mày, mày vô lầu xanh. Mày ngủ ở trầm. Mà tao vừa bản mặt mày tao biết mày ngủ với ai nè. Ngủ với ai vậy Quang? Mày ngủ với con Hường phải không? Trời ơi. Rồi con Hường nó quánh má hồng mày nè. Cái vụ này tao quen lắm nha mày. Trời Quang ơi, tha mạng nha. Không có, tự giờ tối qua con lỡ dạy.
nó mời con vô con khám nó không, con khám cái chỗ đó coi thuế má nó đủ không. Dạ nhưng mà cái vụ tội bên này nó đang nặng lắm, quan xử tội cho nó đi. Tội lấn chiếm đất công, gây ô nhiễm môi trường ha. Tội này là nặng lắm tụi bay, cầm đầu hai con má này. Phản đối vô hiệu. Sao vô hiệu? Ủa mấy ông nói đây là cái đất gì? Đây là cái đất công hả? Không hề nghe. Cái miếng đất này là miếng đất là nhà quan chết chủ. Đất quan chết chủ hồi nào tới giờ có ai vào đây gọi là đất của họ đâu. Cho nên á là tôi cho heo của tôi nó vô đây nó ấy. Mà nó ấy là nó ấy cái chỗ đất quan này chứ không phải là đất công. Khi nào nó ấy trong nhà của quan á thì quan mới phạt của tôi. Lộn gì? Cái này chưa bao giờ có cái luật nào mà cấm heo ỉ hết á. Nè, tụi mày không hiểu hả? Đất này là đất công thuộc dạng triều đình quản lý, mà triều đình đâu có ở đây, có chỉ có tụi tao ở đây thôi. Tụi tao thừa lĩnh của triều đình, bắt tại trận tụi bay cho heo lên nó ỉ vô trong đất công, vậy là bay phạm tội ỉ trong đất công. Quang nói đại đi, thúi quá Quang ơi. Ủa mình này hả? Vậy cứ tao hỏi Quang nè, vợ của Quang đem chó ra ngoài này ỉ được, rồi con của Quang đem gà vịt ra ngoài để ỉ được, tại sao Quang không phạt? Mà hà cớ nhiều Quang phạt tụi tôi là sao chứ? Quang ơi Quang, cho con ý kiến nè Quang. Mấy cái cục này là ấy là của tụi con thiệt, của con heo của tụi con thiệt. Còn Quang nhìn đi, riêng cái cục này cũng đảm bảo của gia đình nhà Quang nè. Trời ơi, tao nói nó bự, nó dài thòn lòn, bự chả bá lửa à. Này là của con bò nhà Quang đó. Đồ nó ra đi nó ấy thu quắc luôn à. Bây giờ không có nói nhiều. Dạ. Tàn chứng rành rành là phải không mày Vui? Dạ đúng rồi. Nộp phạt. Nộp phạt mấy chú. Nộp phạt. Ủa rồi nộp nhiêu? Nộp nhiêu vậy? Mỗi người 200 quan. Trời ơi. Tiền đó mà tụi tôi nộp phạt qua như vậy chứ. Hai quan còn có lấy đâu mà đi. Phản đối. Cái gì? Mấy người muốn manh động ở đây hả? Ờ. Quan, bây giờ mình cái tội này là cái tội phản đối cái tội ấy, bây giờ mình xử heo đi Quang. Đúng. Bây giờ nếu mà không có đóng tiền nộp phạt á, thì mỗi người nằm xuống đây. Đúng rồi. Cho hai thằng lính lệ nè, nó đè nó quýnh mỗi người 600 heo. Gì vậy? Mẹ ơi. Phản đối. Nè, có tiền nộp phạt không? Không. Không có tiền nộp phạt á ha, thì chịu 600 heo. Mày 600 heo? 600 heo hay là tiền nộp phạt? Không. 600 quan? Không. Quýnh cho tao tụi bay. Quýnh. Tao thấy tụi bay quýnh bả mà tao hết nghe thúi luôn á. Con mắm xanh lè này, tụi nó quýnh bà nhẹ hiu à, mà bà làm quá à. Bây giờ tới tôi quýnh nè, chịu nổi 10 heo không? Ủa bà không có tiền nữa bạc. Ý đúng rồi. Thôi tao quýnh này ha. Quýnh này qua. Trời ơi. Nộp phạt đi bà, ép ơi đau quá. Ê bà sao kỳ vậy bà? Tất cả im lặng nghe quan phán. Dạ. Nè, bây giờ tụi bay nộp phạt phải không? Dạ. Được. Tụi bay không bao giờ mà chịu nổi những cái đòn rồi mà tụi tao đưa ra đâu. À. Bây giờ bắt được tụi bay tại trận, tụi bay làm ô nhiễm môi trường, làm trên cái miếng đất công này nó không còn nhìn ra công nữa. Hai đứa tụi bay phải nộp phạt 100 quan.
Ủa tiền đâu? Tiền đâu? Có mấy cục vậy mà lấy 100 quan là tiền đâu mà trả mấy cái vụ này đây? Y như luật định chứ tiền đâu mà trả vậy? Ủa, nhưng mà luật đưa ra mà tụi tôi không có tiền trả thì làm sao? Quan ơi. Thì giờ mình vậy mình... vậy là nó hở luật rồi đó quan. Hở luật giờ mình tính sao? Hở luật hả? Dạ. Giờ tính sao đây? Bây giờ mình sửa luật đi. Sửa sao? Thì sửa được chứ bộ. Y nó nói mình vừa làm vừa sửa được không quan? Được mày. Chuyện lớn còn sửa được mà chuyện này nhỏ xíu có gì đâu. Sửa luật đâu có ăn nhầm gì đâu. Ừ. Nó là chữ thôi phải không? Bôi vài hàng ăn được vài đồng xứng đấy màu. Mình sửa lại cái đâu có ăn nhầm gì. Dạ đúng rồi. Vậy giờ quan. Bây giờ tao sửa nè. Cái chưa hả chưa? Quan dễ chịu quá. Tụi bay không có khả năng nộp phạt thì phải chịu nhục hình. Dạ. Nằm xuống đây tao quýnh tiếp. Cứ bây giờ vậy nè. 100 quan không? Thì 20 quan á quy đổi thành 10 heo. Người thiếu 100 quan tức là 50 heo. Không có tiền thì đè ra quất tiếp. Ôi phản đối Bắt đầu nên y luật. Chuyện gì xảy ra? Dứt con heo ấy qua bên chỗ đất của tôi hả? Để đổ thừa tôi hả? Bà gì vậy bà? Bà rảnh ghê, cái cục này của bà thì bà mang về bà hưởng thì tự nhiên bà kêu qua bà đưa cho tôi là sao bà? Trời ơi, tao nói tôi cho vô ổng đi hả? Giữa đống vàng, ổng nằm giữa đống ấy mà ổng ngủ được hay thiệt á. Ê, bắt được tại trận ha. Hai con mẹ đến chơi dít tú cầu phân hả? Giỡn mặt hả? Nè, nộp phạt bữa còn chưa tởn, bữa nay còn cái trò dơ dế này phải không? Dạ, thưa xã. Dạ thật sự ra là heo của con ép nè. Dạ, nó cứ ấy ra ngoài cái chỗ đất này hoài. Cho nên nó hôm nay con ra đây con thấy con tức quá. Con mới la nó. Con mới tại sao xã nó biểu là đừng có cho heo ấy mà tại sao ấy hoài. Con tức quá con dứt hoài vậy đó hoài. Bà nuôi. Bà đừng có mà vu khống nghe chưa. Dạ. Bà nghĩ sao vậy? Tôi từ ngày mà tôi bị phạt 100 quan là tôi đã muốn chết rồi. Bà nghĩ sao mà tôi cho heo ra ấy đây được? Tôi nhốt heo trong chuồng nhà tôi rồi. Heo tôi nó không có ra đây ấy. Heo này là heo của bà. Quan, con... Nên! Lính lại. Tao sai mày canh rồi mày thấy heo của con nào qua đây ấy. Có phải cái heo của tôi không? Tôi không có biết heo nào mà thấy hai bà, nghe hai bà dứt cái này vô người tôi nè. Trời ơi, anh Lính Lệ ơi, anh ngủ say, anh không có biết gì hết trơn á. Anh giao mày rồi mày ra đây mày nằm mày ngủ hả mày? Hả? Thôi bây giờ xã bây giờ con nói nghe là cái chuyện này con oan ức lắm xã ha. Xã phải làm cho ra lẽ cho con, hôm nay xã phải xử cho ra lẽ. Heo của bà ấy mà cứ một hai đổ thừa con hoài. Nếu mà xã mà xử cho công bằng hả, con sẽ làm cho con sẽ bán con heo rồi con sẽ bỏ ra 20 quan để là con tài trợ quỹ học bổng cho bên xã mình á. Bác ơi, bán heo tài trợ quỹ học bổng nữa hả? Dạ. Nhiều quan? 20 quan. 20 quan. Dạ. Được. Xử cho công bằng. Được, tao ghi nhận. Lính Lệ. Dạ. Mày hành lạc cho tao. Dạ. Trời là tại gì? Quên. Hành luật. Mày lãnh chứng cái vụ luật này đó. Dạ con làm đúng. Quan ơi, con nói quan. Quan là người công minh, gương mặt quan lúc nào cũng sáng rực rỡ như dần thái dương vậy đó. Trời ơi, cái gì mà quan vừa nghe bà này ủng hộ gì mà tài trợ 20 quan, cái quan hành lạc liền là sao vậy? Bây giờ nè con nè, con ủng hộ tài trợ cho học sinh nghèo sau khi bán heo sau là con 30 quan. À. Dạ, con tài trợ cho người già 40 quan. 45 chục. Con 60 chục. 70 chục. 80 quan vàng heo luôn, chơi rồi, luôn. Rồi 100 quan. Thôi. Mày y chang đóng tiền phạt vậy trời. Bây giờ mấy người không có chịu, mấy cái đống đó là của ai hết trơn trời phải không? Không phải của con. Không phải của con. Hai người không chịu phải không? Dạ. Được rồi, nuôi mày không có lợi ích gì trơn trời. Kêu mày canh mà mày còn làm gì ha. Được rồi, bay đâu?
cho đòi quan pháp y vô đây. Mời quan. Đòi pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Quan gọi em. Mày là pháp y đó hả? Dạ thưa quan. Kể từ ngày về đầu quân cho quan, con đã vui mài kinh sự, và sáng hôm nay con chính thức có bằng pháp y. Được. Xin quan hãy cho con thể hiện khả năng của mình. Được. Đến đây. Dạ. Xin ra. Trời ơi, pháp y này nhìn cũng sang trọng ha. Mày nhìn cái đống này. Dạ. Rồi mày phân tích mổ xẻ, mày coi cái đống này ai là chủ nhân của nó. Dạ, tuân lệnh quan. Trời, pháp y nhìn sang quá mà chỉ suốt ngày đi coi ấy, xét nghiệm ấy, coi là cái ấy này của ai ha. Cái này nữa nè. Dạ thưa quan, con phát hiện có mùi khoai lang dương ngọc. Trời ơi mèn ơi, mùi khoai lang dương ngọc luôn của nhà ăn mẹ này nè. Mẹ ăn khoai lang riết mà người mẹ xanh như củ khoai lang luôn nè. Dạ. Bà. Dạ. Bà là chủ nhân của cái đống này phải không? Dạ không. Vậy nhiều khi con heo của nhà bà này nè qua là càng quét cái rẫy khoai lang nhà con, nhiều khi là heo của bà ăn khoai lang làm sao chứ. Khoan khoan ơi. Cho bà nuôi, bà nuôi. Sao bà cứ vu khống tôi hoài vậy bà nuôi? Còn gì nữa? Quang ơi. Hả? Con phát hiện thấy có xác mít nữa Quang. Dạ, nhà bà nuôi trong cây mít. Bà rảnh quá, con heo nhà bà nó mê cây mít nhà tôi, ngày nào nó cũng lội bộ qua, nó ăn một mớ mít xong nó về đó. Rồi nó ấy một mớ mít ra là của bà đó. Tôi nói heo nhà bà đó. Heo nhà bà. Heo của bà. Heo của bà. Heo của bà. Mày lẹ lên, của ai? Đừng nói lát của tao luôn đi à. Dạ thưa Quang, bây giờ muốn biết kết quả chính xác thì Quang phải cho con đem cái này về thư phòng. Chị. Để con tái chế lại, con mới biết chính xác là của ai. Mày ngu quá, ở đây mày thử chưa đã, đem về phòng mày thử mày. Thôi kệ, người ta đi đó là cái nghiệp của người ta. Từ nhỏ ta sanh ra là ta đã thích thử cái mùi ấy rồi. Dạ thưa Quang, con xin Quang hãy mang cho con cái đống này để con về nhà con nghiên cứu. Được. Mang về đi, ông mang mấy đống là sẽ được. Dạ. Bây giờ chưa biết ai là chủ nhân của cái đống này. Lính lại. Dạ. Ngửa cái nón ra. Tao hốt sạch cái này, đem về thư phòng để mà tìm ra ai là người gây ra cái sự ô nhiễm này. Chuyện lớn Quang ơi. Trời ơi. Gì vậy? Ý chỉ của Thánh Thượng tới. Cái gì? Quỳ xuống tiếp chỉ. Quỳ xuống. Phụng Thiên thừa dẫn, Hoàng đế kêu giết. Bấy lâu nay ta xét thấy xã Quang Đàn là dùng trùng hợp chuyện phát triển ngành chăn nuôi gia súc. Này, ta quyết định xây dựng cho xã một trụ sở kinh tài chăm lo thu thuế. Cho nên ta đã quyết định chọn bãi đất trống tại làng này mà xây dựng. Để đảm bảo tính công bằng, ta sẽ bồi hoàn thỏa đáng cho ai là chủ sở hữu của nó. Khâm thử. Khâm thử. Đen nó không tôn trọng giấc ngủ của xã gì hết trơn chậu vậy. Trời ơi, cái heo của con tự nhiên sáng ra giấy là chết. Ôi Hoàng, không biết sao heo của con chết ngắt hết trơn rồi Hoàng ơi. Heo của con nó cũng chết hết rồi Hoàng ơi. Hoàng ơi. Nào, heo nào chết? Dạ heo của tôi chết. Heo mày bị sao chết? Không hiểu nữa, tự nhiên sao ra cái chuồng heo con nào cũng thấy trợn tròng trắng mắt là chết hết rồi. Trời ơi. Heo mày. Dạ heo của con cũng biết nó ăn cái gì nữa mà trời ơi, nó nằm lật ngửa là nó dơ bốn cái chân lên trên trời, nó chết cứng nhắc luôn à. Tội nghiệp quá. Dạ. Thôi tụi bay đừng có buồn, mấy mốt rồi tao sẽ đền cho tụi bay đứa con heo con để làm giống nuôi lại. Dạ, cảm ơn Quang. Quang ơi, giấc ngủ của Quang được hẳn phải không Quang? Tại sao ở nhà Quang không ngủ mà Quang ra ngoài này Quang ngủ vậy? Ở nhà không có mùi. Không quen mùi, không đang. Ủa, mùi gì? Trời mùi ấy. Ủa sao tự nhiên ở đây phân heo quá trời vậy? Mà ấy của mình chết hết rồi, heo của mình chết rồi thì sao ra cái ấy nữa? Ủa mà sao heo tôi chết hết trơn mà tự nhiên ấy đây cả đống luôn vậy? Sao nhiều quá vậy?
Ấy có ai vậy? Ủa mà sao ấy ai mà nhiều quá vậy? Chẳng lẽ quan có ngủ đây có một buổi mà quan ấy được đóng vậy luôn hả? Không. Cái này xúc vật người ta làm chứ con người ai ra đây được? Xúc vật ở đây là con gì? Mày nói nghe mày. Nết. Vậy thôi chưa phát đi ra coi cái ấy này là của ai? Cái ấy này là của heo nó ấy. Mà heo ấy này là heo nào? Heo của ai? Heo con chết rồi. Heo bà nuôi cũng chết hết rồi. Toàn bộ cái chỗ ấy này là của heo tao. Ủa hồi nào giờ nhà của ông đâu có nuôi heo đâu. Nhà của ông có nuôi dê với lại nuôi gà với lại nuôi chó thôi mà. Ai nói mày là nhà tao không có nuôi heo? Cả cái huyện này, cả cái phủ này, cả cái xã này biết tao nuôi heo. Heo của nhà tao nó tới 7,000 con. Ngày nào tao cũng dắt heo ra đây ăn ở. Heo của tao nó ị ở đây. Thậm chí heo của tao nó đẻ ở đây luôn nè. Nè, tao nói cho mày biết nè. Mấy đứa này nè, là mấy đứa chăn heo của tao nè. Ha. Heo của tao ở đất này. Như vậy, đất này là của tao. Đúng vậy. À, tôi biết rồi. Vậy là heo của tôi chết là do ông đầu độc phải không? Ông đầu độc cho heo của tôi chết để ông chiếm miếng đất này đúng không? Mày câm miệng lại. Không có bằng cớ, tao cho tụi bay đi tù một gông nghe chưa? Mày liệu hồn đó đó. Bây giờ đi, cái miếng đất này, mấy cái cục này của ai? Của mấy con heo nhà tao. Nhìn nó thấy thương quá. Ai. Nhờ những cái cục này của mấy con heo đó ý, mà mình được triều đình đền bù đất cho mình. Cảm ơn tụi bay, cảm ơn mấy con heo. Ôi. Thánh thần ơi, tao nói cái xe nó đẹp mà nó trắng muốt luôn. Trời ơi trời, xe ai vậy trời ơi, nó đẹp kìa. Trời ơi chú cha. Trời đất ơi, cái nước sơn nó trắng muốt hà. Ôi cái này mà chạy thì sướng phải biết luôn á nghe. Trời ơi, coi kiến kìa. Kiến mà dán cái gì mà tối thui ở trong đó vậy ta. Chà, đồ hiện đại mà sao ai đậu đây, không thấy chủ đâu hết vậy. Quay vậy, quay quay dạ. Quay dạ, làm gì dạ, không làm gì rồi. Biết xe này của ai không? Của ai? Ông bước đây, ông bước đây, ông bước đây. Trời ơi, xe của người ta để đó thì ông làm ơn đừng có đứng gần nó. Cái hơi của ông nó áp vô cái xe, nó hư cái xe của tôi sao? Xe xịn. Đứng gần cái hơi áp vô hư xe. Đúng rồi, cái hơi nông dân ông nó ập vô chiếc xe của tôi sẽ làm chiếc xe tôi nó bị lú mờ đi, ông hiểu không? Mất cái giá trị của chiếc xe đó. Trời ơi trời ơi, cậu ở đâu xuống vậy tự nhiên cậu nói tôi nông dân làm hư xe cậu? Tướng ông không nông dân làm gì? Tôi là nông dân nhưng mà tôi thấy cái xe đẹp rồi tôi tính là sợ cái lấy hơi coi có hiệu gì. Cái sướng không? Sướng lắm. Vậy có hả? Tiền mới mua được. À. Dân nghèo nghèo là không có rớt được chiếc xe này. Hiểu không? Thôi giờ như vậy, giờ ông giúp cho tôi chuyện này được không? Chuyện gì? Thì tôi thấy ông cũng khoái chiếc xe tôi à. Đúng không? Thì mấy giờ ông giữ giùm chiếc xe tôi một chút. Tôi đi giữ xe hả? Gán giữ xe đi. Rác ra tôi trả tiền công cho ông giữ xe tôi. Hiểu không? Bảo đảm tôi cho ông tiền nhiêu đó tiền thôi là ông đem về ông có tiền ông cho vợ con ông nè, rồi cho cháu chắc ông nè, đủ xài không cần làm mướn luôn. Trời ơi trời, giữ xe thôi mà cho tiền tôi nuôi vợ nuôi cháu tôi luôn hả? Được rồi chứ, cái tướng của ông thì cốt ngày chừng mấy chục ngàn, tôi cho ông chừng 500,000 là ông khoái liền. Trời ơi. Đừng có chút xíu à, được 500,000 có tiền cho vợ ăn bánh. Dân giàu có nó phóng khoáng lắm. Thôi vậy tôi đi tìm nhà người quen à. Nhớ giữ xe cho kỹ nha. Rồi. Đừng để bị gì nha. Yên tâm đi, tôi ngồi đây nè, nó bình trà rồi tôi ngồi đây nè. Ngồi em phải không? Ừ. Ở đây nha. Nhà trời lá. Coi bộ nghèo dứa. Xây chơi. Coi giùm nha, đừng để chạy hư rồi nha. Yên tâm đi, cuốn đất ở đây mà. Ừ. Coi giùm cho. Ơi. Giàu thấy cũng có giàu đó, đi xe hơi là biết giàu rồi đó. Mà ăn nói chuyện gì đâu không lọt lỗ tai miếng nào à. Ơi
Đúng là trẻ người non dạ, mắt nhìn đời không có. Chà, thôi tranh thủ làm chút nữa nghỉ. Trời ơi, tôi muốn trúng cục đá. Không có lưỡi cuốc văng đâu mất tiêu rồi trời. Trời ơi, chạy thiệt coi. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thôi, sao xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tên ai ha ha, tìm được người quen rồi. Coi như là biết sơ sơ rồi. Chỉ là bây giờ đi đến cái chỗ đó thôi. Mà đi chỗ đó hơi xa. Bây giờ là mình phải chạy xe thẳng vô đó. Thì hồi nãy cậu đi, cậu nhờ tôi coi xe. Rồi. Cái tôi coi xe giùm cậu. Đó, thì... Mà cái xe giờ nó còn nguyên à? Đúng rồi, nó thấy mà. Rồi xong rồi tôi nói nó có sách, mắt có chứng. Đang cuốc vậy nè. Gãy lưỡi cuốc à? Gãy hả? Không sao. Yên tâm. Lát nữa tôi cho ông 500.000, ông mua được lưỡi cuốc mới. Không gì hết. Vậy là không có gì xảy ra hết. Không gì xảy ra hết nha. Không sao. Trời ơi, đúng là dân có tiền nói chuyện. Lát đưa 500 rồi mất đi. Cảm ơn nha. Trời ơi. Ông nhắc cái gì? Ủa đâu có sình lầy đâu sao ông té vậy? Gì vậy? Còn Nguyên. Mà sao nó bị kỳ vậy? Sình giang. Thấy sình rồi. Nhưng mà dạ? Có cái gì? Chẹt. Chẹt. Cái chẹt á hả? Cái lưỡi cuốc á. Trời ơi ông ơi, cái thằng nào con nào nó làm cái lưỡi cuốc nó vậy hả? Hồi nãy thằng nào con nào? Hồi nãy cậu nói không sao rồi mà. Không sao là cái vụ cái lưỡi cuốc của ông. Cái lưỡi cuốc ông có mẻ con hư. Tôi cho ông 500.000. Tại vì ông giữ giùm cái xe tôi cho ông mua cái lưỡi cuốc mới. Mà cái lưỡi cuốc đó nếu... Cuốc cho một đá nè. Gãy lưỡi cuốc. Không thấy cái lưỡi văng đâu. Nhìn qua thấy cái lưỡi dính vô trong cái xe. Giật mình sợ không chết luôn. Mà tự nhiên anh nói không sao, tôi mừng gần chết. Tôi sợ làm tổn hao tài sản của anh. Nính. Cho biết. Ông biết cái xe này tôi muốn bao nhiêu tiền không biết không? Biết mà, biết xe mắc. Bây giờ cái xe nó như vậy nó chạy hết rồi. Bây giờ làm sao đây? Hả? Nãy nói không sao rồi, nhỏ nhỏ tiếng thôi. Không có sao. Không có sao là cái chuyện cái cuốc của ông. Còn cái xe tôi bắt đầu nó có sao nữa. Trời ơi, cái tướng ông này, cái tướng làm mướn, cái tướng làm thuê, cái tướng cù lần, cái tướng cuốc đất. Làm sao có tiền để đền cái xe của tôi. Tôi nói thiệt của ông ấy nha, cái nhà tranh vách lá của ông ấy bán đi không đủ tiền làm cho cái xe tôi nó đẹp mà nó ngay lại. Cái này là cái tôi, bộ tôi... đồ của ông ấy nó thấy gớm, nó nhào, nó nát, nó nhăn, không ai ủi hết. Lấy để lau cái xe tôi biết tôi chịu chưa nữa. Đây cái gì? Tỉnh đi. Tiền cái gì? Bình tĩnh. Cái này không bán. Tại sao quá? Cái này không phải để lau xe. Mà tôi nói cho ông biết, nó để bán hay để lau xe vậy tôi cũng không chịu hết. Đền, tôi đền. Đền, lấy cái gì mà đền? Lấy cái gì mà đền? Thì cái xe hư mình lấy tiền mình đền. Tiền đâu mà đền? Tướng ông vậy tiền đâu mà đền? Đứng tiền đâu? Đây. Tiền đâu? Tiền đâu? Rồi bình tĩnh. Đền. Bây giờ vậy ha. Dạ sao? Cái xe này sửa nhiều. 30 triệu cũng không đủ. Có 30 triệu thôi. Ừ. Dễ ẹt ha. Trời ơi, hết hồn hết vía. Tôi tưởng đâu là chắc 30 tỷ. 30 triệu dễ ẹt. Đây đứng đây đợi chút xíu. Đây chạy ra ngân hàng rút 40 triệu về đưa chỗ đây đi sửa cái xe. Trời ơi, nông dân cuốc đất mà nó 40 triệu đưa cho tôi sửa xe. Ông nằm mơ hay là tôi nằm mơ vậy? Thì bây giờ tin không tin rồi đứng đây đợi đi. Tôi đi ra ngoài ngân hàng tôi rút tiền ra cho. Thôi đi ông nội, ông đừng làm vậy.
ông bỏ đi một cái rồi bây giờ xe tôi hư vậy, rồi ông bỏ đi sao tôi biết ông đường nào đâu mà tôi tìm ông. Chứ giờ tôi đứng đây làm sao mà có tiền rồi mà trả đứng la ông sùm hoài. Thì bây giờ tôi tính sao bây giờ? Bây giờ vậy đi, ông là đại gia đúng không, nhà giàu đúng không? À, có đồ quẹt thẻ không? Tôi vô lấy thẻ ngân hàng ra quẹt cái 40 triệu liền tại chỗ. Trời ơi, nông dân mà cũng có đồ quẹt thẻ nữa hả ông nội? Trời ơi, bây giờ tôi không biết, xe tôi nó vậy nè, ông thấy không? Đất nó vậy, một đường xẹt qua vậy, mà bây giờ ông nói quẹt thẻ, rồi ông nghĩ trời cái gì? Trời ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Ôi! Trời ơi, đâu rồi? Anh! Anh ơi! Trời ơi em! Sao mà lâu quá giờ anh đã chờ mệt muốn chết luôn à? Thì hồi nãy anh nói đứng đây nghỉ ngơi đi, tự nhiên em chạy một lèo đi về nhà em. Anh đâu biết đâu, anh phải đi hỏi tùm lum mới biết nhà em tuốt dưới kia. Trời giờ... ơi, để em chờ mệt quá luôn anh ơi! Giờ vậy, em cứ đi về nhà em đi nha. Bây giờ anh phải có việc, anh phải công việc, anh phải có một cái hợp đồng bất ngờ. Ủa, hợp đồng bất ngờ là gì vậy? Hợp đồng bất ngờ bạc tỷ lận. Để anh về anh ký hợp đồng, anh hiểu không? Bạc tỷ ký hợp đồng. Nhưng... Trời ơi, đại gia của em. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ em cứ đi về nha. À, cho anh ký hợp đồng xong em lên liền nha. Nhưng mà hợp đồng gì? Trời ơi. Anh phải nói rõ cái hợp đồng của anh là cái hợp đồng gì chứ. Anh đợi em đứng em chờ. Trời ơi, em mặc áo đỏ hả? Em đi hả? Đi nguyên sớm này hả? Bò trâu thấy nó hút em luôn vậy đó. Ôi em ơi, anh đã nói em đừng có mặc bộ đồ này. Khi mà về quê mà em có đồ nặng bộ đồ về quê hoài. Tại giờ... vì em thích mặc đồ này. Tại vì đồ này nó đẹp và nó rất là hợp với dáng của em. Đúng rồi, dáng em là dáng hoa hậu mà. Anh thích lắm, anh thích lắm. Anh thích không? Nhưng mà bây giờ em nói rõ cho em biết đây là cái hợp đồng gì vậy? Không, nói chung là giờ không có hợp đồng gì hết. Anh phải về, anh sửa xe. Ủa xe bị đâu sửa? À, xe dơ. Trời ơi, xe dơ thì đi rửa không ơi? Nó không dơ nữa mà nó bị chày rồi. Trời, nó bị chày hả? Chày thì mình mua hũ sơn, mình quệt, mình sơn lại. Trời ơi, không được em ơi. Cái xe này sửa là nó lâu lắm. Mà bây giờ tại vì anh muốn cái xe nó phải đẹp, về ba em thấy thì mới được. Chứ giờ xe xấu quá, ba em thấy nó không được đâu. Quan trọng đâu, mình không có cần hình thức đâu, mình chỉ cần cái chất lượng. Anh là một cái người đại gia, lo cho em là được rồi. Ông, anh hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cái hình thức nó phải quyết định hết. Nó phải đẹp đẽ thì ba em mới thích, hiểu không? Thôi em không có biết đâu à, em muốn đi liền à, em muốn đòi. Ôi, anh... Em muốn đi mà. Em muốn đi mà anh đi không có được. Anh phải đòi. Đi không có được mà. Xe dơ chứ người em đâu có dơ đâu mà không cho em đòi. Trời ơi, anh lại em. Vô giùm anh đi nha. Xong rồi anh sẽ tìm cách giải quyết xong chiếc xe. Xong rồi anh chạy xe về với em. Anh nhớ nha. Anh nhớ. Anh đừng có để em đợi lâu, mệt lắm đó. Cái này nhanh lắm. Anh nhớ rửa xe cho đẹp đó nha. Rồi, xe nhanh lắm. Sơn sơn xe nếu anh không làm được á, để em đích thân mua hũ sơn thì em sơn lại cho anh. Trời ơi, em con gái sao biết làm cái này được nha. Em làm được hết mà, có cái gì mà em không làm được. Rồi, để anh làm nha. Nha, em dễ thương quá. Đây nha. Nè, nó nè. Này nữa. Bây giờ em về đó, em kêu người ta vớt tôm hùm lên 10kg em đãi anh ăn nha. Rồi, 10kg tôm hùm, rồi đi nha. Em đi nha. Đi. Nhìn em thấy giống con tôm không? À, lúc mà hấp nước dừa xong nó mới đỏ. Em đi đó. Em đi nha. Nhiều dễ thương, dễ sợ luôn á. Nó làm cho mình nó nữ tính hết sức luôn vậy đó. Tướng đẹp dễ sợ luôn. Nhìn chiếc xe anh chết á. Bây giờ phải lo vụ chiếc xe thôi. Cái gì đây? Ai gọi? Sếp gọi giờ sao? Giờ ăn nói sao đi trời? Dạ alo. Dạ sếp hả sếp? Dạ em đấy. Dạ. Ủa sao hôm nay sếp về sớm vậy? Dạ. Dạ xe đây, xe vẫn còn nguyên. Trời ơi. Dạ. Cái xe của ai mà chạy quá trời vậy chú? Dạ. Cái xe trời ơi, cái xe gì mà... Dạ không. Chạy thì thương quá. Dạ không. Xe của ai? Hả? Ông đi ra, em đi.
Dạ không, dân ta nói là này, đường đây xì lầy lắm cho nên đừng đi vô đây. Dạ. Ừ. Đâu bị gì đó, không bị xe gì. Mắc tiền và chày dễ sót lắm nha. Thằng tài xế là mới chạy xe nó chày trong lúc. Đi ra đây, ra đây cho anh. Gì vậy? Dạ không có. Dạ à, dân đây người ta nói là xe đây đường xình lầy cho nên bán đồ đây ế lắm. Dạ không có gì hết. Dạ 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 em về liền, em về liền. Tan nát hết rồi. Dạ. Cái xe này về chắc banh bọng luôn rồi. Dạ. Này không mua bảo hiểm là ăn cho đủ luôn. Dạ. Bởi vậy có số. À, chú gì? Chú mày làm gì vậy? Cô nói chuyện chú. Hồi nãy mày đâu có thèm nói chuyện tao, mày đuổi tao như đuổi con chó mà bây giờ mày kêu tao cái gì? Bây giờ chú không còn là một con chó nữa, chú là một thiên thần của con. Yeah, thiên dạ. Thần, vậy tao thiên thần tao không có nói chuyện với con chó, tao đi. Không, giờ con chú muốn con làm con gì cũng được. Mà mày kêu tao lại làm cái gì? Chú giúp con chuyện nè. Dạ. Bây giờ cái án nó xử lớn lắm nha mày. Án gì chú? Hãm hại người già. Ừ. Vì sao con hãm hại người già? Hay mày thấy đâu có của mày bu đâu vậy? Trời ơi, tướng chú vậy có của. Ê, đừng khi dễ nha mày. Tao không có của mà tao có cái cuốc là tao cuốc vào đầu mày à. Không phải, giờ chú giúp người đi, giúp người cho giúp cháu. Cái gì nói đại đi. Dạ, chú có biết ở đây có một cái ông già tướng nông dân. Ừ. Nói chung là cái con người ông dị hợm lắm. Mày chửi tao nữa hả mày? Không phải. Mày vừa phải đó nha mày. Ê, mày nhục mạ, cái tội này là tội mạ lị công xúc tới người lớn tuổi nha mày. Lần đầu tiên trong cuộc đời con nghe được cái từ mạ lị công xúc là cái gì? Không, ý con nói là chú có biết được có người đàn ông già mặc bộ đồ xanh, ngực thì lép mà bụng thì bự mà đầu thì hói. Dạ. Tao mặc đầu xanh đây. Dạ. Bụng bự đây, ngực lép đây. Mày tả hồi sao thấy giống tả tao quá vậy? Dạ. Không phải. Ý con nói là bây giờ nhìn tao nè với cái con ma đó đâu mà khác biệt cái chỗ nào? Dạ, cái đầu bự. Đầu bự. Đầu bự lắm. Ông có dạng mà dị hình tướng á. Đầu bự hả? Dạ. Ủa sao mày tả hồi tao thấy giống như bạn tao quá vậy mày? Ủa bạn chú, bạn chú. Ờ. Chú giúp con tìm nó đi. Bạn. Ông là cái người làm chạy. Ủa bậy vậy mày? Mày biết ông Năm đầu bự đó là cái gì không mà mày dám nói ổng vậy? Ông là cái gì? Ổng là ông là cái gì con không có biết. Con chỉ biết ổng là người làm hư xe của con. Bây giờ con bắt ổng phải trả tiền cho con để con về con làm cái xe con lại. Cái xe này là cái xe của sếp con. Trời ơi, nói hồi ra mày làm đi, mày bắt đền hả không? Con muốn đền không? Muốn bắt đền, tao dắt mày đi gặp ông bắt đền. Dạ. Gì vậy? Đi. Kìa. Gì vậy? Đi. Đây, ông bước đi. Ông bước đi. Ông bước đi. Gì vậy mày? Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Coi nó lấy cây như cây bazooka, nó nhậu thục hai đứa mình kìa. Ông ngồi xuống. Ông ngồi xuống. Mày làm cái gì vậy? Ông ngồi xuống. Tại sao? Tại sao ông lại bỏ chạy? Bỏ chạy gì? Hả? Ông biết cái xe của tôi bây giờ nó bị hư. Ông bỏ chạy như vậy rồi làm sao tôi có thể sửa xe tôi đây? Người nào đưa tiền cho tôi hả? Đi ra ngân hàng lấy tiền về đền nè. Ngân hàng cái gì? Ông nghĩ ông là ai? Ông là đại gia khu này chắc. Đền bất nóng bất nóng. Thì giờ nhà. Lỡ chạy xe của chú em, chú em bắt thường rồi tôi thường cho chú em. Thường cái gì mà thường? Ông biết bao nhiêu không? 30 triệu. 30 triệu chứ không phải là giỡn. Tiền mà. Thấy không? Này tiền nè. Có cần lấy máy đếm lại không? Ở đếm là 1000, cục là 50. Ờ. Đây đây. Bo nó luôn 20 hả? Không, đâu bo đâu. Ờ, ngắt nào, lại chứ, cái nào ra cái đó. Cái nào ra cái đó. Cục là 50. Rồi. Nhiêu đây á, hên xui. Ờ. Còn nhiêu đây cho. Cho luôn. Làm sùm nó vậy. Tôm chết, hiểu không? Ông này ông tội lắm, ông nuôi mấy con tôm thôi. Ổng á, biết ổng là ai không? Là ba. Ba. Ở đây con. Trời. Trời đất ba ơi. Ba đi đâu vậy? Trời ơi, tôi nói gì? Bận cái gì đâu? Đi từ ngoài đầu ngõ là tôi thấy nguyên cục nó lè nó lét rồi tưng. Trời ơi, ta giàu, cha có tiền thì cha phải cho con gái cái diện chứ. Anh, lại đây giới thiệu anh nè. Này là cha của em đó. Anh qua anh chào cha em đi. Quan chào cha em đi. Trời ơi, đại gia cầm cọc tiền luôn nè. Dạ cha. À, đây là bạn trai con mới quen, là đại gia trên Sài Gòn á. Đó, anh giàu có lắm, anh có quyền cọc tiền mang về đây nè. Anh cho con với cho cha xài đó. Đại gia Sài Gòn. Dạ. Thứ dữ đây đó hả? Thứ dữ luôn đó, đi xe hơi xịn quá trời. Xe hơi xịn, xài tiền cá cọc. Dạ. Xe hơi chạy chút xíu cũng xỉu rồi đó hả? Dạ.
Nãy con nói gì bác nghe chưa rõ? Này nó là cái gì con? Dạ, ảnh là đại gia ở Sài Gòn. Tôi nói nãy giờ tôi nhìn nó, tôi nói mà thấy mình mặc đồ kìa, bình thường nó mới là mình. Trời ơi, nói chưa, áo vest đẹp quá. Trời ơi, còn nguyên mạc trong này luôn nè. Sao kỳ vậy anh? Khổ phải không? Trời ơi, cái này anh mới mua anh chưa kịp xé bác ơi. Chưa kịp xé, hàng gì cái quần nữa nè, còn nguyên mạc luôn nè. Trời ơi, cha. Trời ơi, đi coi. Đi coi, để cho em. Sao anh ăn mặc, sao mà anh không xé mặt ra gì trơn vậy? Để bác với nó cắt mặt cho nhỏ. Trời ơi, nó còn số rồi, tao lộn số rồi. Dạ, đừng có lộn. Sao vậy? Lộn vậy, sếp biết là có người khác mặt, sếp la con chết. Ủa là nó nói vậy là sao? Là sao mày? Dạ, nhưng đồ này của sếp con mới mua để em giỏ, để em xe. Trời ơi. Con lấy con mặt ơi. Ủa gì là anh mặc đồ bính hả? Không những nó mặc đồ bính mà cái xe nó cũng là xe nó mượn người ta. Dạ. Xe này xe của ông sếp đó nè. Trời ơi. Nó điện thoại là tôi nghe hết. Trời ơi, bởi vậy thằng. Cái gì đâu mà mới đầu tôi tưởng đâu cha nội này kẹo. Trời ơi, xe dính sình người chạy có một miếng mà ông xỉu ông lết không á nha. Ghê. Cái gì đâu kỳ cục. Cha. Dạ, đây ai vậy? Dạ, cha em đó, em nhắc anh lại lần nữa, anh mất bình tĩnh quá vậy. Ủa, cha. Dạ, cha đây em là, đó. Đây là ba ruột của đây nè. Dạ. Là mấy chục năm trước là đây đẻ ra đây nè. Dạ, ba em đẻ ra em đó anh. Ba em nhìn tầm thường vậy đó, chứ mà đẻ em ra là lộng lẫy như cái bẫy vậy đó. Em đẹp như hoa hồng, anh thấy không? Tại vì cái nhà lớn nãy anh đây hỏi... Đây, của đây, dạ. xây cho đây. Dạ, cái biệt thự đó cha em xây cho em ở với con chó. Mà bây giờ là chuẩn bị là nghe nói là nó chán biệt thự đó, tính mua biệt thự khác cho nó ở cái chỗ đó là cho chó ở thôi. Dạ. Ông làm lụng cực khổ lắm. Làm lụng cực khổ sao? Dạ, anh biết cho xung quanh mấy cái đìa tôm này là của ai không? Của ai? Đây. Cha em đó. Trời ơi, cũng khổ làm lụng vất vả mà bán lưng cho đất, bán mặt cho trời. Tao nói hả, làm mấy mùa tôm này vụ nào mà thất kiếm được 14, 15 tỷ à cậu. Còn mấy mùa mà trúng á, kiếm được 4, 50 tỷ. Mà trời thương cậu ơi, tôi trúng 4, 5 mùa liền kiếm được 200 mấy tỷ. Tội lắm. Đại gia mặc đồ kỳ vậy. Đồ này là đồ thiệt á, đồ mua thiệt à. Dạ. Nó rẻ mà mua thiệt chứ không phải như cái kia. Đồ mượn. Đồ chính chủ nó khác. Dạ, cha cứ nói tới đầu á, ảnh ngất tới đó luôn vậy đó. Vậy đây là... Này đại gia thiệt. Con này đại gia dỗm. Trời ơi. Vậy đại gia dỗm có nghĩa là con gặp đại họa rồi đúng không cha? Chứ gì nữa. Thường giáo sư hả? Ông đang mẫn gì vậy? Tôi đang nghiên cứu. Nghiên cứu? Sắp phát minh ra một cái này, cái ghê lắm. Nghiên cứu là ngu kiến phải không? Không phải. Ông nghiên cứu cái vấn đề gì? Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi á, bà thấy tôi vậy chứ là cái đầu của tôi đó, nó đi trước người ta tới 85 năm là. Trời, dữ vậy hen. Tôi biết là sau này trái đất nó sẽ có những cái chuyện không có tốt, sẽ hủy diệt. Bây giờ tôi mới phát minh ra một cái phương pháp sẽ đưa tất cả mọi người trên trái đất này lên mặt trăng bằng máy bay giấy. Máy bay giấy mà đưa tất cả con người lên mặt trăng. Bởi vì ta nói ông khùng là đúng rồi. Đưa vô đây là phải có lý do gì đó mới vô. Chứ ở khâu đâu mà nói gì. Tôi tỉnh táo mà tại sao á, người nhà của tôi đưa tôi vô bệnh viện tâm thần này, giờ tôi mới tin là ông khùng đó. Nghĩ làm sao mà đưa cả nhân loại mà lên mặt trăng bằng máy bay giấy. Bà chưa có hiểu, 85 năm nữa nó sẽ khác, hiểu chưa? Trời ơi, hiểu bây không? Giờ tôi với ông bao nhiêu tuổi rồi? 85 nữa thì lúc đó tôi với ông ở đâu hả? Bây giờ tôi với ông là gần đất xa trời rồi. Ta nói chán cơm thèm đất rồi ha. Mà còn đợi tới mấy chục năm nữa thì lúc đó
tôi với ông đã khuất núi rồi thì phát minh của ông lúc đó ai mà công nhận, rồi ai mà phát triển được nữa. Bởi vì thô thiển, tôi sẽ tìm ra một loại thuốc sống hoài không bao giờ chết. Bởi vậy càng ngày càng nặng, bệnh quá trời bệnh rồi. Còn tôi là cái trường hợp của tôi mới uất ức nè. Tôi vô đây tôi mới bị uất ức nè ông à. Bà bị cái gì mà uất ức? Tôi thèm uống trà mà tôi bị đưa vô bệnh viện tâm thần, nó có tức không? Ủa, tôi thấy cái đâu có cái chuyện uống trà, đâu có gì mà phải đưa vô tới bệnh viện tâm thần. Thì bởi vậy tôi mới nói ông biết không, tôi muốn uống trà mà ở dưới quê lên Sài Gòn sống. Ta nói ở dưới quê á, đâu có biết ấm điện hay là bình điện là cái gì đâu, đúng không? Rồi lên Sài Gòn thèm trà quá đi, cái tôi mới pha trà tôi uống. Mà muốn uống trà là phải có nước sôi. Thế là tôi hả, không có gì á, tôi nhóm lửa, tôi đốt có một thứ thôi mà con tôi đưa tôi vô đây đó. Ủa? Bà lấy cái gì mà đốt nấu trà? Trời ơi, tôi lấy sổ đỏ tôi đốt mà tôi bị đưa vô đây. Lấy sổ đỏ mà đốt pha trà. Không có gì để mà đốt bếp hết nên tôi lấy sổ đỏ nhà tôi đốt cái tự nhiên nó đưa tôi vô đây. Thiệt tình, con cái gì không thương cha mẹ gì. Ủa, bà vô đây lâu chưa? Mới vô tức thì là sổ đỏ vừa trái là tôi đưa thẳng vô đây luôn đó. Mới vô thì có lý, chứ vô lâu rồi là thấy hơi kỳ kỳ. Sao? Ê, vậy mà thấy gì bà vậy mà ngon nha. Ngon sao? Công tử Bạc Liêu là người ta lấy tiền để nấu trứng ha. Còn bà lấy sổ đỏ đốt để nấu nước sôi để pha trà. Ồ, hay lắm à. Vậy là tôi bảnh quá hả ông? Bà hả? Quá bảnh luôn. Vậy mà nghĩ làm sao mà con tôi đưa tôi vô đây tôi mới tức chứ. Ủa, nó đưa bà vô đây tại sao? Ngoài cái chuyện mà là nấu trà nó đưa bà vô đây. Nè, hỏi thiệt nha. Nhà khá giả không? Nói nào ngay thật sự. Thôi bây giờ tôi với ông á, cũng ở trong đây lâu quá rồi, tôi nói thiệt. Tôi có 4 đứa con. Rồi cuộc đời của tôi vất vả lắm ông à. Tôi lặn lội, tôi bươn chải cả cuộc đời tôi, từ lúc chồng tôi mất đi tới giờ. Ăn không dám ăn, uống không dám uống, mặc không dám mặc. Bao nhiêu tiền dành dụm được thì tôi mua căn nhà để lại cho tụi nhỏ. Căn nhà của tôi trị giá có 40 tỷ thôi. Ít quá ha. Đơn giản quá, có 40 tỷ thôi ha. Nhà gì mà dữ vậy? Thì nhà có mấy chục mẫu đất à. Mà ngay trung tâm thành phố. Cho nên là nó hơi có giá một chút. Chứ rồi đâu có yên ổn đâu ông. Tôi cứ tưởng là có tiền thì cuộc sống sẽ đỡ vất vả, sẽ không có gây gổ. Ai ngờ đâu càng có tiền thì các con của tôi càng tranh giành nhiều hơn nữa. Tụi nó cứ nói là bây giờ má còn sống mà bây giờ má bắt buộc má phải viết di chúc để nhường của cải lại cho tụi con. Mà các con của tôi nó hư lắm ông ơi. Cờ bạc, cá độ, đánh banh. Làm sao mà tôi yên tâm tôi giao tài sản cho tụi nó được. Vậy mà nó ép tôi giết, tôi không giết. Rồi nó hành hạ tinh thần tôi. Nó không để cho tôi yên ổn chút nào hết. Thế là tôi giả điên. Ông có biết Tôn Tẩn giả điên không? Biết, tôi biết cái tích đó. Tôi là hậu vệ của Tôn Tẩn, tôi giả điên. Bà là hậu vệ của Tôn Tẩn. Bà là tôn gì? Tôn nữ Trà My. Cho nên là tôi mới giả bộ điên. Rồi tôi không có giết, tụi nó không có cớ gì làm được tôi. Thế là tụi nó mới tống tôi vô đây để cho tụi nó yên ổn. Vậy mà tôi yên ổn thiệt ông ơi. Tao nói hả, cuộc sống của tôi quanh đây nè, nó thư thái, nó an nhàn, nó không có phải bị bức bối gì cái chuyện con cái hành hạ tinh thần mình nữa. Vậy đi, vậy cho nó qua chuyện. Tôi nói chuyện này cho một mình ông nghe thôi nghe, chứ ở trong đây không ai biết thân thế của tôi đâu đó. Rồi rồi, tôi hiểu, tôi sẽ giữ bí mật này, không nói cho bất cứ người thứ ba nào biết. Yên tâm nha. Ông không nói miệng nhưng mà ông không được lên Facebook ông check in nha. Nha. Được rồi, trời tôi ơi. Không có làm gì hết trơn, tôi phải từ giờ tôi chuyện của tôi đó mà. Rồi rồi. Vậy bây giờ á, tôi với ông tập thể dục đi. Sắp mơ tới giờ ông lo nghiên cứu gì không à? Đúng đúng rồi, nó yếu nó thấy người nó khó chịu quá. Rồi. Muốn
khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Ủa sao bình thường tôi với ông tập thể dục á là thằng Bi nó tới nó thăm mình mà sao hôm nay nó chưa có tới nè? À bà nói tôi mới nhớ. Rồi. Vỗ của ông ta đến. Ai vậy? Nó. Vỗ mang ta đi. Sao bữa nay nó làm quá vậy? Con. À. Xin chào lão bà. Xin chào lão tiên sinh. Chào đi nó à. Không chào nó cắn đó. Chào con. Chào con. Chào đại hiệp. Ai vừa kêu tên ta đối diện? Lão phu nhân kêu. Con, trời ơi, hôm nay khỏe hơn chưa? Tỉnh táo hơn chưa? Dạ, con rất là khỏe khoắn. Ấy lộn, khỏe khoắn. Chị đẹp trai. Dễ thương lắm. Hôm nay nó mà ăn mặc gì sao nó lạ, tôi thấy nó không có bình thường bà ơi. Sao không bình thường? Sao nó ăn mặc đồ người nhện, sao tóc nó lại búi là sao? Thì ở trong đây hoàn cảnh khó khăn, có cái nào xào cái nấy. Đừng có khó khăn với con nhỏ quá mà. Con đi đâu đây hả? Dạ kính thưa hai tiền bối. Hồi nãy trời rất là đẹp, trong xanh, con đã đi đồ sát một thằng ngữ y để mang về đây một ổ bánh mì dành tặng cho hai tiền bối. Ủa? Trời ơi. Đồ sát là đi giết người đó hả? Phải, tội nghiệp, không phải. Mê game. Cảm ơn con. Mà tội nghiệp nha, mê game mà hiền lành ngoan ngoãn lắm, chứ không phải như mấy người kia. Mê game mà cuồng sát này nọ không có. Dễ thương lắm. Đây nè, đem đến đây cho mình ổ bánh mì vậy đó. Ở đâu có ổ bánh mì nè con? Dạ, con đã nói rồi đó. Gà con đồ sát cái tên ngữ y ở ngoài kia kìa. Hả? Sao lại đi ăn cướp của người ta hả? Con đi ăn cướp hả? Dạ không hề. Hai tiền bối đã hiểu lầm ý con rồi. Thực ra là cái tên ngữ y biến thái này nè, nó đi qua những phòng kế bên lấy đồ của người ta. Trong cơn hoạn nạn cùng thấy cảnh đó, lập tức ra tay nghĩa hiệp, cầm dép pha nó cướp bánh mì. Ôi, đừng có làm như vậy. Thôi bây giờ nghe lời bà nè, trả ổ bánh mì lại cho người ta đi, nghe chưa? Dạ được rồi, hai tiền bối nói thì con xin tuân lệnh. Kính chào hai tiền bối, con sẽ mang ổ bánh mì này trả lại nơi nó đã bắt đầu, trả cho cái tên ngữ y biến thái đó. Con đi nhờ. Khoan con nói là trả ổ bánh mì về nơi nó bắt đầu hả? Dạ đúng rồi. Cái nơi nó bắt đầu đâu phải chỗ của ông ngữ y. Chứ ở đâu gì hả tiền bối? Ở trong cái lò bánh mì. Trời ơi. Đúng không? Lò bánh mì làm ra nó thì cái nơi nó bắt đầu là... Xin chào biệt đội siêu anh hùng. Chào xin chào giáo sư gã khổng lồ màu hồng. Chào. Đi đâu? Ngữ y ạ. Chỉ theo thượng thiên thừa dẫn hoàng đế ban lĩnh là phải giao trả ổ bánh mì này về nơi nó bắt đầu, tức là cái lò bánh mì đó đại ca ạ. Quan đã, không cần mang trả nó đâu. Thật sự ra cái này ngươi không có cướp của ai hết. Ổ bánh mì thiêu của phòng kế bên ta đem lấy ta dục, mà ngươi lấy coi như giữ làm kỷ niệm luôn đi. Không có được đại ca ạ, phải trả đó, đồ bị mất đó mà. Không phải mất mà người ta dục đó mà. Phải trả. Không cần trả đâu. Phải trả. Thôi được rồi, để ta đem nó về lộng kiến làm kỷ niệm nha. Hay là cho bác sĩ đó. Bây giờ mình đi thôi hả? Bây giờ ta sẽ dắt ngươi đi ăn chè nha. Nghe hấp dẫn đó, chè gì vậy? Chè này đặc biệt lắm, không có ăn bằng ly đâu. Bỏ vô một cái ống nhỏ và bơm vào vòng ba. Đi thôi. Hai tiền bối, ta đi đi. Một like, hai like, nhớ like lại nha. Chiến mã, đi thôi. Hả? Ta không phải là chiến mã. Chứ còn gì mã? Ta là Hao Thiên Khuyển. Ra đi. Đi nào Khuyển. Vui. Trời ơi thiệt. Bác sĩ là... vui à, bác sĩ. Dễ thương là... Bác sĩ phải hòa đồng với bệnh nhân để cho bệnh nhân vui. Chứ căng thẳng quá là bệnh nhân lại ngày càng á, cái bệnh nó nặng hơn nữa, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Nói gì nói chứ thấy thương quá ông ơi. Nó còn trẻ mà bị bệnh như vậy là mất cả tương lai. Thôi hy vọng là nó sẽ sớm hết bệnh để mà trở về với cộng đồng hả ông hen? Đúng rồi. À, nói nào ngay ở trong đây á, yên ổn tinh thần nhưng mà nhớ
nhớ con quá ông ơi. Mà được cái con tôi nó trang bị cho tôi đầy đủ hết, mua điện thoại đời mới cho tôi mà không, nó ít khi nào gọi về cho tôi lắm nha. Ủa, ít đồ gọi, sao bà không gọi cho nó? Sao tôi không nghĩ ra được chuyện trời này ơi, ta có chuyện đơn giản vậy thôi mà không nghĩ ra. Tôi sợ là con tôi nó bận rộn rồi, tôi gọi làm phiền nó. Nhưng mà thôi bây giờ nhớ quá thì gọi ông ha. Gọi, nhớ thì gọi, không có gì mà phải phiền cái gì hết. Bây giờ tôi lấy điện thoại đời mới của tôi ra, tôi gọi về cho nó nghe ông. Rồi, điện thoại đời mới. Mua cho tôi điện thoại iPhone 5S, càng nghe càng lép. Trời đất ơi, cái đồ mỏng của nó vừa ghê. Đó, ngon lắm. Alo, phải con không hai? Trời ơi, má nè con. Sao con gọi hỏi thăm má hả? Xin lỗi má bận quá má không bắt máy. Ừ má nè, khỏe không con? Má khỏe. Trời ơi, tội nghiệp con tôi, nó lo cho tôi quá trời đi. Sao muốn thăm má hả? Thôi đừng có thăm làm gì, trong đây má đầy đủ tiện nghi hết, không có thiếu cái gì hết trơn á. Má nói thiệt mà, 80 người bảo vệ má, 60 người hầu hạ má, một người lúc nào cũng kè kè theo má đi phục vụ má. Không tin hả? Má cho con nghe nói chuyện với người đó nè, nói chuyện với con tôi đi. Ừ, ba. Xa ra cà cái mỏ. Alo. Con nghe chưa? Ừ. Trời ơi, cái chú này được lắm con ơi. Má kêu làm gì làm đó à. Không tin phải không? Rồi, đây nè. Sủa. Đó, nói chưa? Đó, con người mà giả làm con cẩu sủa đó con. Hả? Bị khùng đúng không? Đôi vé mà tưởng điện thoại đúng không? Bị khùng nha. Cái này là bệnh viện tâm thần nha, không chứa chấp người khùng nha. Cứ mình tôi tỉnh nè, bị khùng nè, lý giúp gì điện thoại nè. Cái thằng này nó cũng không chừa tánh ăn cắp à. Đang nó cứ xài điện thoại 5F người ta ra lấy giật luôn mà nó. Chết rồi, đang nói chuyện với con lâu lắm không có được nói chuyện với con mà bây giờ mất điện thoại sao nói chuyện. Có lo. Tôi có cái phone khác. Cho bà mượn. Cho tôi mượn cái vật tu của ông đi. Rồi. Cái vật tu. Chờ chút. Đây, vật tu. Còn hồng luôn á. Trời tiện nghi quá. Ừ. Bấm trên này nè, số nằm đây nè. Ôi vậy hả? Ừ. Hay quá. Có nhiều số. Đây, khoan. Muốn thấy hình không? Muốn thấy hình. Đây, nhớ có luôn. Nhớ con, muốn thấy hình. Trời ơi, con ơi. Dạo này con ốm quá vậy con? Thôi để vậy. Để vậy nè. Đó. Trời ơi con ơi, sao dạo này con mập quá vậy con? Tôi bà ơi. Hèn chi tôi tưởng con tôi bị phù thủng chứ. Con ơi, má nhớ con quá. Nhớ quá con ơi. Má nhớ các con lắm. Má ước ngày nào má cũng được gặp các con. Để má lo cho các con như ngày xưa. Má đưa các con đi học. Mà chăm sóc cho các con. Mà nhớ mỗi lần mà má đi chợ về là các con nhào ra cửa, các con ôm má, các con chờ đợi má. Bây giờ các con lớn rồi, các con có công việc riêng, có gia đình riêng của mình. Má không trách các con đâu. Nhưng mà anh em á phải yêu thương nhau. Đừng bao giờ mà gây gổ với nhau các con nghe. Các con là các con của má mà. Làm sao mà má quên các con được. Alo. Má con hơi bị trục trặc tâm lý xíu nãy giờ ngồi nói chuyện một mình. Con muốn gặp má con phải không? Trời ơi, má con cứ không có ai gọi hết mà cứ ngồi nói chuyện mình đây nè. Con nó gọi vô máy tôi đòi gặp nè. Cô Phương nghe đi. Ê, bể điện thoại. Bể cái đầu bác sĩ chứ bể. Hả? Bộ tưởng tôi điên à? Tưởng tôi khùng hả? Rồi muốn lừa tôi sao cũng lừa được à? Đây là chiếc dép ở đâu ra mà cái điện thoại? Nãy giờ là tôi giỡn với mọi người thôi. Ở trong đây buồn quá tôi giỡn thôi. Trả chiếc dép cho tôi đi anh ơi. Cậu ơi, thiệt tình chứ mấy người này. Giỡn. Ủa? Hoài. Bà giỡn hả? Giỡn. Trời ơi là. Tỉnh rồi. Vậy là con đã có niềm tin. Vậy là con Hương tỉnh rồi. Hôm nay mấy người con của cô Hương đang ở phòng chờ đó, chờ đón cô Hương về. Thì
Hay quá. Cái gì? Dạ. Bác sĩ nói cái gì? Mấy đứa con của tôi đến đây để bảo lãnh tôi về hả? Đúng rồi, mấy anh chị mừng lắm. Tới đông đủ hết ở ngoài luôn. Ước nguyện của tôi thành sự thật rồi bác sĩ ơi. Dạ. Như vậy là các con của tôi đang chờ đây mà. Mà đưa tôi về liền, tôi về liền. Thôi chào tạm biệt nha. Dạ, đi, đi, ở trong đây con cải tạo tốt rồi về nghe. Tôi về trước nghe. Trời ơi, chút lâu hết bệnh nghe. Ờ cháu, nội về nghe, ráng tỉnh lại rồi còn về nhà nữa nghe con nghe không? Bớt đi ăn cắp giặt của người ta nghe không? Người ta bắn chết á. Thôi bây giờ cảm ơn bác sĩ tôi về nha. Đi đi đi. Dạ. Đi 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 về cô Hương. Ủa, nhưng mà sao tự nhiên hôm nay các con tôi đến đây để mà đón tôi về vậy bác sĩ? Thì mấy anh chị biết là cô đã ở trong này chữa bệnh cũng đã tỉnh táo rồi, cũng đã bình thường rồi, cho nên là đưa cô về để làm cái di chúc ha. Đi cô, đi. Tức là ngày hôm nay tụi nó đến đây để mà tụi nó bảo lãnh tôi về nhà. Dạ đúng rồi. Để mà về viết di chúc để lại tài sản của tôi cho tụi nó. Dạ đúng rồi. Tôi không về. Dạ. Tôi không về nữa. Tôi ở lại đây nè. Ở lại đây với những người nào mà biết yêu thương tôi thật sự. Nó bị bệnh như vậy mà nó vẫn biết thương tôi. Vẫn biết lo cho tôi. Còn các con của tôi, tôi không về, tôi không đi đâu hết. Đừng về nhà để làm gì, để ký giấy tờ, để nhường tài sản cho tụi nó, để mà tụi nó bán hết tài sản của tôi hay là sao? Cái luật ở trong này là bệnh thì mới ở lại, còn tỉnh là phải về. Đó, bệnh nè, con cũng bệnh luôn. Đó, cho nên con mới được ở lại đây. Cô tỉnh thì cô về đi, lâu lâu cô nhớ cô quay lại cô thăm. Tức là ai ở lại đây là phải bị bệnh mới ở lại đây hả? Dạ đúng rồi. Ai nói với cậu là tôi đã hết bệnh rồi? Không, rõ ràng là cô đã hết bệnh rồi ha. Con đưa đôi dép ra và cô biết nó là dép chứ phải điện thoại là cô tỉnh rồi. Tôi sẽ chứng minh cho cậu biết là tôi chưa hết bệnh. Dạ. Tôi còn bệnh nặng dữ lắm. Không không, cô hết rồi, đâu có nặng đâu. Con kiểm tra hết rồi. Dạ. Tôi còn bệnh nặng lắm á. Tôi không muốn về. Tôi không muốn đi đâu hết trơn á. Cô. Để nè, coi tôi bệnh nặng nè. Không vậy à. Mới uống chút xíu mà đại huynh muốn khùng hả? Đại huynh không vậy. Tự nhiên không tin mà không tin cái dù gì. Mày hổ mày nghe nó dám nói đại huynh là khùng. À tôi nói giờ nó không tin là ông tin là thằng này. Ông không tin thằng này, không tin thằng này. Đúng. Phải. Tao nói không tin là không tin có cái chuyện này. Chuyện này là chuyện gì? Anh nói chuyện mà tự tạo độ khó cho cái não của tụi em quá vậy. Trời ơi ông giải não đi. Rồi từ từ nó nói. Cái chuyện này có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ mà vuột mất ba con heo. Dạ. Ủa sao? Nghe. Cái này nghe nói rối rối cái não mình nha. Giờ này rối à. Rồi nghe bởi chắc sao ha. Dạ tôi nói thiệt với anh nha anh Tài. Rồi nói tôi nói thiệt là nhậu vô anh đừng nói bậy bạ nha. Tôi không nể anh là sư huynh, tôi là sư huynh anh nãy giờ. Ê mày hổ mày, mày hổ mày. Mày không nghe nói ông nói gì mà nó không có hợp lý gì hết trơn. Sao lý mà ông đi là mua con mèo mà nó vuột heo. Bác
con heo luôn. Ba con heo. Ủa, vậy làm sao? Ông mới giải đúng cho đàng hoàng nha. Nó thắc mắc là cũng có lý do của nó. Thằng rớt đúng đó. Rồi, thế tao giải thích. Có nghĩa là tao nuôi con mèo nhỏ. Tao nuôi con mèo nhỏ, tao nuôi bao nhiêu lâu, tao đánh hết đài này qua đài nọ, mà cuối cùng thua láng phải bán ba con heo. À đúng, em nhớ rồi nha. Anh nuôi con mèo nhỏ mà nó ra con mèo trung với con mèo lớn đúng không? Đúng rồi. À, tức học gạch luôn. Thấy là tôi hiểu rồi. Rồi. Thấy không? Có nghĩa là ông phải giải thích cho nó. Hèn gì, hèn gì khi qua đây mấy bữa là coi như là ôm sầm trời đất, heo nó la luôn. Hôm nay không có tiếng la của heo, không khí rất là yên ắng. Có ba con heo mình là đúng rồi. Nhưng mà ông hãy giải thích là giờ ông mua số đệm mèo mà nó không có ra, ông mới bán ba con heo. Bán ba con heo. Sao ông mua vậy? Sao ông ngu vậy? Này nó hổ mẹ. Ba con heo ông nó đang có chữa. Mà có chữa thì có chữa 10 con hay là 7-8 con mà ông bán kiểu đó là lỗ rồi. Thì đó, tao biết thì tao không biết, mà nếu không bán để cho mấy chủ nợ nó chém tao bể mỏ. Tao phải bán chứ, bây giờ còn cái chuồng không á. Nói anh nghe, cái chuyện không có buồn. Bây giờ nhà cái chơi đề mà uống đó nói. Đây, mình xui. Thì như xui kéo chùm. Tôi nè, hôm nay tôi cũng theo, không theo con mèo của ông mà tôi theo bướm. Bướm nhỏ 19, bướm chùm 59, bướm lớn, bướm bà 99. Lên trên. Má ra là lính. Ủa? Ủa? Kìa. Lính là số mấy? Lính 113. Ê, không có nói xấu đó xui à. Mình là dân biên đề, không có nên nói 113 xui à nghe. Đúng rồi, có hôn mày. Kỵ, kỵ à. Còn bên mày sao rồi? Tao thấy gia đình yên ắng mà trúng số à. Đúng rồi, giống à, trúng cho mượn. Trúng, tay vợ tao mới nay nó bỏ về quê nhà ngoại rồi. Bỏ thì nó cũng về vậy chứ mày sao gì. Thì đó thì thua quá rồi, mấy tuần rồi nó bồng con về ở với bà ngoại luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà cũng hên nha. Cũng hên là nó không biết. Mấy tuần nay á, là coi như tao thắt thêm mấy cái nơ nữa. Nếu mà nó không biết thắt mấy cái nơ nữa là nó bỏ tao, nó đi luôn, đuổi tao ra khỏi nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Mày mà đàn ông mày thắt nơ, mày là bóng giường, nó bỏ mày là đúng rồi. Mày là bóng giường. Vậy sao thắt đàn ông mà thắt nơ? Mày nói thắt nó nơ đâu? Nơ nặng nợ. Tao nói chỉ nơ chứ lịch sự thôi chứ nợ đầy hết trơn. Mốt mấy mốt nè, cái đầu tao nguyên băng đô nơ nè, nơ không rồi đó. Nhìn đẹp lắm. À, mà không có lo. Giờ tôi nói với có mặt sư huynh đây. Em sao? Không, cho dù bạn em nó có như thế nào, em xin hứa em đùm bọc nó. Này, hay, đây là bạn tốt. Bạn tốt là khi thấy bạn té thì đỡ, chứ không phải chờ tắt thở mới tới thắp nhang. Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Bạn tốt, bạn tốt. Tốt, 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 tốt. Tao sẽ lo cho mày. Thôi, rồi, mà vậy thì tôi có chỗ ở rồi, đúng không? Lo chỗ cho tôi, đúng không? Mày muốn ở đâu? Thì ở nhà mày chứ nhà ai nữa. Mày ngu. Mày cũng nhìn thấy nhà tao nó chút ẹt như lỗ mũi vậy. Chợ vợ tao có cái bàn máy may nữa mà mày muốn vô nhà tao ở là mày muốn lấy vợ tao á. Ê! Mày nha. Đàng hoàng. Ê! Mày đừng đem gái đi làm tê tái lòng tao nha. Mày. Mày nít. Mày không muốn gây lộn mày, nhưng mà tao có chỗ ở cho mày rồi. Chỉ cần mày lấy cái vòi nước mày xịt nó cho nó bợ đỡ họ thúi cái mùi heo thôi là mày ở được. Vô nhà của ông Tài chuồng heo vợ ổng bán heo hết trơn rồi. Ê, ngủ trọng đi mất dạy. Ê, hổ mày, mày bạn tao, mày đừng có mày tao, bạn tao mày nói tao ngu như heo hả mày? Mày nói tao ở chuồng heo là ngu như heo hả? Nè, ê thằng này biên đề chứ mới ngu nè. Đố ai định nghĩa được chữ ngu. Có khó gì đâu khi bồ xù. Lang thang tìm ai tông một cú lãnh án tử tù, thế là ngu. Tao ai đâu mà tao ngu, tao biên đề thua thôi mà. Mày nói hả? Mày tin không? Cái chai của cái ông mày tin không? Mày thách tao hả? Mày nghĩ ra mày nhậu mày lấy cái chai vô họng tao nè mày. Tao đứng yên cho mày quấn lại. Mày bớt nói. Mày bớt nói cái đầu mày sẽ bớt thẹo. Ơi, sao không biết đầu tao có thẹo? Tại tao phán mày đầu thẹo. Trời ơi, phán em.
Trời ơi Em sao ông tán người mặt coi? Ông tán mày nào? Má nó chát nè, tao băng điện xài vô mặt mày đó. Trời ơi hai mày ngồi xuống coi. Ngồi nghe. Xuống. Trời nghe là chưa quên ngồi xuống. Cái này đúng là gàm nhà bôi mặt đá nhau. Nghĩ sao ạ? Nghĩ sao hai tụi bay nhậu đã rồi gây lộn nhau vậy? Em hỏi anh nè. Cái gì? Nó nói em là ở chuồng heo. Ông nói em ngu như heo, anh coi tức không? Trời ơi, bỏ. Mày nói tao mày đòi lấy cái chai mày đập vô mặt. Trời ơi, bỏ đi. Thôi em có lỗi, có lỗi. Bây giờ quay mày. Quay, không có lỗi mày. Uống đi. Quay mày. Quay. Nhận hai thằng này rảnh ghê vậy. Nó gây lộn cho đã rồi, nó uống hoài. Đó, mệt ghê. Bây giờ tao nói cho tụi bay nghe. Bây giờ tụi bay cãi đã, giờ tao biết tao nói không? Kẻ thù của thằng sai không phải là thằng rớt. Mà kẻ thù của thằng rớt không phải là thằng sai. Mà là ai? Là ai? Là ai? Nó đang sừng sững trước mặt tụi bay đó. Mày đâu rồi? Mày đâu? Đánh nó, giết nó, mày đâu rồi? Mày đâu? Ủa vậy không thấy hả? Không. Trước mặt tụi bay đó. Đâu? Đằng này hả? Anh hả? Trời ơi, tụi bay khùng quá. Nghĩ sao mà tao là kẻ thù của tụi bay? Vậy anh nói chuyện giờ này mà anh hại não tụi quá, anh phải nói rõ là ai. Phải hình dung lên, hiểu không? Là ai là Nguyễn Đề? Nguyễn Đề? Nguyễn Đề là kẻ thù của mình duy nhất đó. Nguyễn Đề là kẻ thù của mình? Đúng vậy. Mình đã nuôi bao nhiêu con cho mấy cái thằng Nguyễn Đề này. Đó. Nó ăn mình muốn sạc nghiệp luôn mà mình không làm được gì nó hết. Đúng rồi. Tại sao bây giờ mình lại bôi mặt mình đá nhau mà không kiếm nó để đá? Đất gà cùng một trại cớ hoài đá nhau. Đúng vậy. Bây giờ mình phải làm sao để trả thù nó? Có nghĩa mình làm sao mà để trả thù nó đây? Làm bằng cách nào? Cách nào? Mình tiếp tục mình nuôi mấy con mình đang nuôi. Nuôi nữa. Mình nuôi để cho nó thấy là mai mốt mình ăn nó sạc nghiệp luôn. Mình ăn hết tiền luôn, nó mới thấy mình là có một cái sự bền bỉ. Kiên trì. Kiên trì vấn đề. Đúng vậy. Tăng thêm tiền quýnh là chút lớn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ai vậy? Chị. Cho anh hết bền bỉ luôn. Sao vậy? Ông quá ông rồi. Bất bình tĩnh. Chưa phải thôi. Bình tĩnh. Chồng sao cũng chồng kỹ. Ủa bà làm đi. Uống ly cho hạ bãi là. Bãi. Hết nhà, hết cửa, hết gì. Ba con heo có chữa tôi cũng bán để mà trả nợ cho ông. Bây giờ là ông muốn cái gì nữa chứ? Bình tĩnh chị ơi, chuyện đâu còn có đó mà. Ông đó dạ. Vợ ông kêu ông đi sửa chiếc máy bay, nó khô dầu rồi mà ông có sửa đâu. Ông đem ông đi bán luôn à. Còn cái gì nữa chứ? Trời ơi chị, vợ ông có đi tìm ông chém không chị? Chém đó, bây giờ đang đi tìm. Trời ơi, lương mà chơi lịch nhất nhau. Trời ơi, thì ra là như tốt là làm sáng sớm. Mấy huynh ơi, mình nhậu đi mấy huynh ơi. Thì ra là dân tị nạn thôi. Vậy mà đi xăm soi người khác. Người ta nói á, kẻ mà hay xăm soi người khác á thì chỉ thấy hột cát trong mắt người khác mà không thấy được cái sọt rác nằm trên đầu của mình. Trời ơi. Trời ơi, nhục chưa. Nè, cái chuồng heo của ông Tài á, không phải tôi ở mà là ông ở trong đó á. Chuồng heo á. Tao mày ở chung đi. Mấy ông đừng có như vậy nữa. Bây giờ tôi nói không có chuồng heo ở đâu mà ở. Bán hết rồi. Ông vừa thôi nha. Ông còn đánh nữa đó nha. Cái nhà này cũng không còn đâu. Tôi đi tự tử đi. Đừng chết chị. Em xin chị. Chị ơi đừng chết chị ơi. Chị ơi. Ngồi xuống đây đi. Thôi mà bà sao bà nóng quá. Thôi cái gì đâu mà hở chút đồ tự tử. Thôi được rồi. Bà nói nãy giờ tôi nghe tôi hiểu. Thôi đi chợ về mệt vô nghỉ đi. Giờ tôi hứa bà. Tôi không đánh đề nữa đâu. Tôi bỏ luôn. Không hứa phải không? Hứa. Cho ảnh cơ hội chị, em lấy uy tín em ra em bảo lãnh cho ảnh. Uy tín quá. Mấy ông mà còn uy tín cái gì nữa? Thôi mà tôi hứa tôi làm được. Trời mà. Trời ơi, đánh đề đánh đồ chứ vậy. Bỏ. Mà khổ vợ khổ con ông hứa đây nha. Trời tôi hứa. Mới đi mà ông còn nữa là ông chết trong rồi. Rồi thôi bà vô. Bán cái nhà này luôn. Trời ơi, tôi biết rồi, tôi hứa. Em hứa luôn. Dạ, em hứa. Bỏ. Yeah.
gì mày? Để huynh mà hèn. Hèn gì? Ai hổng mày? Không, mà hổng có lý do. Sao? À, có một thành viên nói là từ nay là rời bỏ cuộc chơi. Ai vậy? Đây nè, anh mới nghe chị khóc một chút xíu, anh rồi tách nhóm là bỏ đến đề rồi. Bỏ hồi nào? Có, tôi làm chứng. Biết cái gì? Cái này là tao tương kế tụ kế thôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ tụi bay yên tâm đi. Tao đã có cách. Cách hả? Nhưng mà là cách gì? Cách gì? Cách gì anh nói đi. Nói. Chung nói. Chu đầu chụm mỏ vô đây tao nói. Nói anh nói cách gì mà có tiền được rồi. Tối nay mình sẽ tới miếu ông hổ. Miếu ông hổ? Dạ con lại ông thần hổ linh thiêng. Dạ tụi con gồm có ba đứa bạn thân. Dạ con là Tài. Dạ kế bên con là Rớt. Còn cái đầu bơm bê kia là Sai. Dạ hôm nay tụi con đến đây cầu xin ông hổ linh thiêng phù hộ độ cho tụi con trúng đề đi. Tại vì tụi con thua quá, vợ con nó chửi quá, giúp cho con trúng đề. Nếu mà kỳ này mà cho số con trúng, con xin tạ lễ ông hổ bằng cách là ông hổ cho con bị què chân, con cũng chịu. Trời ơi, chứ thần thánh mà nó thứ bảy thứ ba què chân thiệt sao nổi. Quên, dạ, cái đó con lỡ lời, dạ xin bỏ. Phí thôi. Dạ, nói là, dạ, con xin tạ lễ. Dạ, dạ, con Nguyễn Rớt. Dạ, để mà rút ngắn gọn cái lời nói nãy giờ con không giới thiệu nữa mà con xin luôn đi. Ngày này cho con gom nguyên mẻ ngon lành đi, cho con trúng xỉu chủ đầu đuôi, rồi trúng đá, rồi nguyên cặp, rồi trúng hết luôn đi. Con bán nhà, con cũng quất đợt này luôn, cho con trúng bùm bấm đi. Nếu mà trúng thì làm gì? Trúng là con thì con sẽ cạo đầu mà con tạ lễ á. Dạ còn con. Trên có thổ công, dưới sông có hà bá. Xa lộ của nón bảo hộ. Dạ ông thần hộ thương con. Trời ơi, cho con trúng đi. Nếu con trúng đầu đuôi xỉu chủ số đá mà trúng đều hết trời, con nguyện sẽ như trên giống thần Rớt. Là sao? Như trên là sao? Và cạo đầu tả lễ. Mày nghĩ cho mày cúng cho cái cạo đầu cũng mà bắt chước cạo đầu theo. Thì người ta có sông hùng kỳ hiệp, cái này sông đề kỳ trọng. Thấy con tự ra dạ cho con dạ. Không cho con số đi ông ơi. Cho con số đi ông. Thâm chớp nổi lên rồi. Cho con số đi. Ủa số đâu? Đâu có thấy số gì đâu. Đây là đồng số mong quạnh nè. Sao có số được, không có số gì đâu. Có cái số nào đâu mà. Có số rồi. Đâu đâu phải vậy đâu. Có số rồi. Số mày gì? Khùng hả? Số. Cái vỏ đựng nhang mà. Số nè. Đâu số gì? Số địa chỉ bán nhang nè. Trời ơi. Tại sao vậy? Tại sao đồng không mong quạnh này thế này mà lại có một cái giấy số mà số địa chỉ bán nhang bị bay ra. Đâu chứng tỏ rằng là thần hổ cho mình số đề đó. Số mấy địa chỉ số mấy? Đâu có thấy số đâu. Đây nè, địa chỉ cơ sở bán nhang nè. Đâu số mấy nè? 5/14 đường 23. Đó. Mùng 5/14/23. Đẹp quá, số đẹp quá. Mày điên. Trời ơi, số xấu quá mà nó đẹp. Số xui đó. Người ta nói là mùng 5/14/23 đi chơi cũng thiệt nữa là đi buôn. Người ta đi buôn, tức là người ta là buôn bán, còn mình là người mua mà, mình là người mua số, người ta bán số, người ta thua, mua số là mình trúng. Mình ta đi buôn, người ta mới xui, còn mình đi mua. Là mình trúng, là may mắn chị Minh. Điên, mùng 5, 14, 23. Ê, nhưng mà số 2 con không à, mình lẽ bên 05, 14, 23, rồi trúng ít lắm, số 2 con trúng ít lắm. Bây giờ sao? Ba con, liên xỉu chủ, rồi số đá, rồi mới ngon. Bây giờ, em có cách rồi. Cách nào? Trời ơi, trời ơi, trong cái khó nó ló cái đuôi mà. Cái gì mới khó nó ló cái khôn. Bây giờ mình cộng số lại. Mình muốn trúng là mình phải động não. Cộng ra thần hổ kêu gọi mình là cộng số lại để biên số ba con. Rồi, cộng coi. Nè, để coi nè. 5 nè. Cộng với lại 14 nè là 19. 19 rồi. 19 cộng với 23 là coi như là 52. Mày điên nữa. 19 cộng với 23 là có 42 à. À 42, 42. 42. 42 là 42. Đúng rồi, 42. Mà mình có 3 người. 3 người tức là
342. Số quá đẹp. Trời đất ơi, ôi ba bốn hai, đúng rồi, đúng luôn. Tạ lễ, tạ lễ, tạ lễ, tạ lễ, tạ lễ, tạ lễ, tạ lễ. Trời dạ, trời ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Bây giờ là coi như mình có số biên rồi. Chuyện này mình phải biên xỉu chủ để cho mà chủ xỉu. Dạ, trời ơi, anh bảo à. Ai mà tàn nhẫn trong quá đó. Trời ơi, vợ chồng mà ăn ở nhau mà ông ác quá đi. Ông đợi cho tôi ngủ rồi ông lấy chìa khóa, ông đem giấy tờ nhà ông đi cầm đi bán hết nè. Trời ơi, bao nhiêu lần tôi khuyên ông đừng có đề đốm gì nữa hết ra mà ông cãi lời tôi. Đâu có đâu, bà đừng nói thì tôi nghiệp tôi. Tại tôi tính người này tôi gỡ gạt lại mà ai về đâu nó là vậy. Cái chuồng heo bây giờ cũng không có để mở, đừng nói chi nha. Đi ra đường chết đi. Bà ơi, mà đừng nói vậy. Tại tôi nghĩ là sao mà trật được. Với lại mấy ông hổ, ông Linh, ông cho số không lẽ trật cho được. Không có ông hổ, ông mẹo gì hết á. Hai ông kia cũng rồi bán nhà hết rồi. Bây giờ đi tự tử hết rồi. Bây giờ để cho ông nhớ đời nha. Tôi sống với ông chim mà tôi biết khổ dữ vậy nè. Thôi bà đừng nói nữa, thôi để từ từ đi rồi tôi tính cho. Ông tính gì chứ hả? Mỗi lần nói với ông là ông tính à. Bây giờ tôi đi tự tử nè. Chứ bây giờ nhà cũng có cái gì không mà. Thôi bà đừng là... Bà đừng nghĩ quẩn nha. Bà ơi, bà đừng nghĩ quẩn nha. Bà... Ông trả lời đi. Ông có trả đỡ cho đại ca tôi không? Hả? Có trả không? Mấy anh thông cảm giùm em đi. Mấy anh để em có thời gian em sẽ trả. Ông mà xưng em một lần nữa tôi chém ông liền. Để ông già chứ ông nói tôi giận ông xưng em. Quên cho mấy bạn thông cảm với mình đi. Mình hứa mình sẽ đem tiền lại. Ai bạn với ông? Ai học hành chung với mấy người cờ bạc với ông? Bây giờ đó đi. Chừng nào trả? Thì từ từ có tiền tôi đem qua tôi trả. Chưa? Không thấy nó xăm mình chưa? Ghê chưa? Ghê quá. Ông nhìn nè. Đau không? Nhìn con chuột tôi đi nói chuyện. Ai đó, ông muốn biết đau hay không? Ông phải lấy cái tay ông nhíu một cái ông mới biết đau hay không? Ghê quá. Sợ chưa? Sợ. Bây giờ mấy ngày trả, bao lâu trả, chừng nào trả? Chừng nào tôi hứa tôi có tiền tôi đem qua tôi trả liền. Bao lâu mới có tiền? Bây giờ phải chờ chừng nào tôi có mới đưa được chứ giờ. Hỏi tôi không dám nói bậy. Không được nó ngang vậy nha. Bao giờ có là phải cho thời gian chính xác. Bây giờ không ấy. Không thôi để cái lỗ tai lại. Đừng làm vậy. Làm xử ông có bậy. Đừng làm người ai làm thế. Đừng chơi. Nghe nè. Giờ làm ơn trả tiền giùm đi. Chứ bây giờ tiền đó là em cũng mượn của người khác đó. Em cho anh mượn lại đó. Làm ơn trả giùm em đi. Biết rồi. Mày điên hả mày? Gì? Mày đòi nợ mày làm gì vậy? Thì năn nỉ người ta cho người ta trả nợ. Nói cho mày biết. Hai thằng cái đòi nợ mà cái thằng kia nó bệnh. Tao nhờ mày đi giùm. Tao khi mày gồng lên mày qua mày đòi nợ người ta mày làm cái gì vậy? Gồng đâu được. Đâu này cũng đâu phải em xăm mình. Đâu này em sợ nắng mặt. Trời ơi. Không ạ. Bà Sơn. Bây giờ không có tiền bạc. Đưa giấy tờ nhà ra. Cái gì vậy? Chị vợ anh. Sao? Bà đứng đây xong bà tự tử vậy? Bà tự tử hả? Vợ tôi tự tử rồi. Vợ tôi tự tử. Ông đứng lại đây. Để tôi đi cứu vợ tôi. Vợ tôi tự tử rồi. Ông ở đây một lát ông cũng được tự giận chứ bỏ thôi. Trời ơi. Xong đi. Xong bà tôi ra đi trời ơi. Ai vớt bà lên vậy? Điên hả? Ai nhảy xong? Ủa nói vậy là... Ủa không phải sự thật. Ủa nói vậy là... Ông nằm dưới bao hả? Ủa tôi nằm mơ hả? Ừ. Trời ơi. Mơ thấy gì? Trời ơi bà ơi.
Tôi nằm mơ tôi gặp ác mộng bà ơi. Mộng sao? Tôi nằm mơ tôi thấy tôi rủ thằng Rớt với thằng Sai, hai thằng nó đánh đề với tôi. Rồi tôi kéo tụi nó ra ngoài miếu ông Hổ á, rồi ông Hổ cho số về đánh. Đánh xong bán nhà bán cửa tôi đem với tờ nhà tôi cầm, tôi hết luôn, bị tụi chủ nợ lợi nó đánh quá trời. Nếu điều nó muốn giết tôi luôn đó bà. Đúng rồi. Thôi bà đòi nhảy xong tự giận nữa. Trời tôi sợ quá trời luôn. Ây da, không phải, trời bà vẫn còn sống tôi mừng quá. Vợ của hai người kia nhảy xong tự giận kìa. Hả? Cái lúc mà ông Sai ông nằm ở nhà đó thì hai thằng đó nó lấy chìa khóa. Nó lấy chìa khóa của vợ nó. Nó mở tủ nó lấy giấy tờ để nó đi cầm đi bán. Số đề đâu có trúng đâu. Bây giờ người ta lỡ người ta đã xiết nhà rồi. Ủa vậy? Bây giờ nó nằm ngoài cái gầm cầu á. Ông ra kiếm nó ngoài đi. Ủa? Nói vậy là tôi là nằm mơ còn hai thằng công đậu nó là thiệt hả? Đúng rồi. Trời ơi! Mừng quá bà ơi! Cũng may! May là tôi sai đó. Vé số đi! Vé số đi! Chị đi qua gốc cây kia đứng rồi cho nó thoáng, dễ làm ăn hơn. Qua bên gốc cây làm ăn gì đó? Chị đang chờ khách phải không? Khách nào chờ? Đang đi chờ đi khách đúng không? Bên kia kìa, bên kia có người. Ý mày nói tao làm gái đó hả? Ờ. Mà giờ tao tư cách gì mày nói tao làm gái hả mày? Biết mày. Ủa? Ủa không phải hả? Tao đứng không ác được không? Ủa nói vậy là người thường hả? Người thường. Mấy mua một con tờ giấy số ủng hộ con. Không có tiền mua, biết. Sợ trời. Sao không đi đi ba? Mày lại mày đứng trước mặt tao hoài vậy? Giỡn gì hả? Nãy giờ giỡn gì hả? Mày đuôi hả? Mày thấy tao giỡn hả? Giỡn nhà này hả? Cái cỏ gì nữa? Là gì? Hỏi chi vậy? Biết rồi. Vậy chị là thám tử phải không? Thám tử thường thôi. Trời ơi. Ủa gì chứ thám gì? Tao là thâm hiểm. Thám hiểm. Thám hiểm hả? Thám hiểm em biết. Thám hiểm nè. Thám là do thám đúng không? Đúng. Hiểm là mấy cái chỗ hiểm đúng không? Do thám mấy cái chỗ hiểm đúng không? Trước khi tao do thám mấy chỗ hiểm căn nhà này, tao biết cái chỗ hiểm mày lâu tao đánh mày liền. Mày điên hả? Mày ngu vừa phải thôi. Thám ở đây là do thám, còn hiểm đây là nguy hiểm. Tao nhìn cái căn nhà này để ra coi cái chỗ nào nguy hiểm hay là không nguy hiểm đó, biết chưa? Ngu. Ê, chị Loan phải không? Còn thiếu phải chỉa mặt nha mày. Chị Loan phải không? Tao là Loan, tại sao mày biết tao? Em nè, tèo vé số nè. Tèo nào? Tèo cái số em anh Tí nè. Tao biết tèo nào hết. Anh Tí bạn Tư Hô á. Tao biết Tư Hô tụi nào á. Tư Hô là em của Sáu Súng á. Tao biết Sáu Súng là thằng Sáu nào hết đó. Tư Đăng Cưa đó biết không? Tư Đăng Cưa tao biết. Nhưng mà tụi bay tao không biết. Bây giờ mày đem kể nguyên cái dòng họ mày, tao chỉ biết cái thằng Tư Đăng Cưa thôi. Hôm bữa em ngồi nhậu với chị chứ quên rồi. Tao nhậu với mày. Em ngồi nhậu với chị bên quán Ba Mập đó. Trời ơi chị uống xỉn vô chị cắn em quá chị cắn luôn. À, mày là thằng nhỏ bán vé số mà mày nhậu sai xỉ rồi mày cởi đồ ra tao thấy mày mặt trắng bóc nữa, tao gọi tao cắn cái tay mày cái gì. Trời bà cắn quá, bữa sau đi chích ngừa luôn á thiệt. Mày làm cái là tao có gì đó nè. Vậy là tao với mày là bạn đồng nghĩa rồi không? Ừ. Ông trời vòng vòng ha. Rảnh bữa nào đi nhậu với mày. Mày ra ngoài thằng nào nè. Bây giờ chỗ bạn bè đồng nghiệp với nhau à. Tao tâm sự mày một chuyện này rất là quan trọng. Trời ơi em có tư cách tâm sự với chị luôn hả? Bây giờ mày muốn có tiền không? Trời tiền ai không muốn. Hợp tác làm ăn với nhau đi. Sẽ có tiền tao với mày chia đôi. Làm gì ngon lành dữ vậy? Ăn cơm hả? Cơm bà nội mày chứ cơm. Ăn gì? Gì? Ăn trộm hả? Ăn trộm nè. Mày ăn trộm nè. Đây. Mày muốn chết không hả? Điên hả? Mày la lên cho công an còng lầu tao mày hả? Trời ơi chị. Trời ơi chị nói cho em xanh mặt luôn á chị. Tự đi làm nghề ăn trộm vậy chị? Chứ bây giờ làm nghề gì giờ? Cái gì? Ủa hồi đợt em thấy chị đâu có tệ lậu gì đâu. Quay. Hey. Hey. Vé số của mày bỏ đi vậy hả? Hey. Hey. Mày.
với chị. Em nhìn chị em tưởng con ma mắt thăm. Con mắt của chị thấy ghê quá vậy chị? Mày thức ba ngày ba đêm mày canh cái nhà này đi, rồi mày không ngủ thứ mà có thăm quần như tao không? Ủa chị canh cái nhà này là để chị hành nghề hả? Hành nghề ăn trộm. Tao canh rồi, chủ nhà này là đúng 3 giờ sáng mới về, cho nên đúng 3 ngày 3 đêm cái giờ giấc vẫn y chang vậy. Tao quyết định ngày hôm nay tao đột nhập. Ủa chị, nhưng mà hồi lúc mà nhậu là em nghe nói là chị nhà chị giàu khá giả lắm, mà sao tưởng ra nông nổi này dữ vậy? Ở với lại nói nghe nha, cái này em đối với chân thành luôn nha. Nói đi. Ăn trộm đúng không? Thì người ta bận đồ đen đi, bận đồ tối đi, nhìn nó không có ra. Bận cái gì đâu ăn trộm, bận đồ sặc sỡ vậy? Bởi vì mày ngu lắm. Tâm lý người ta thường thường mà thấy ăn trộm á là ăn mặc gọi là giống như là gian vậy đó. Lúc nào cũng tối hù, lúc nào tối hù. Tao mặc đồ sang vậy nè, đố cha ai nói tao ăn trộm. Thậm chí nãy mày tưởng là làm gái nữa mà. Ờ đúng rồi. Ờ hồi nãy em tưởng chị là mấy con gơ. Mấy con gơ mà dạng như loại 2 loại 3, gơ sủ và gơ dạc. Gơ dạc về mấy cái vùng quê á. Tao dạc mỏ mày à, tao dạc mỏ mày à, nghe chưa? Không, chị có sao. Bây giờ vậy nè, ngoài cái nghề mà tao đi ăn trộm ra, giờ tao hết vốn rồi mà tao không biết nghề nào hết. Nếu mày giúp tao thì mày có tiền, mày không giúp tao thôi mày im lặng đi, mày để tao hành động. Bởi vì tao nói mày nghe, cái cuộc đời tao nó vô cùng bất hạnh. Ủa sao vậy chị? Mày muốn nghe cuộc đời của tao không? Không. Không thì thôi. Nói giỡn á, muốn nghe lắm. Kiếm chỗ đi, kể cái cuộc đời tao cho mày nghe. Cuộc đời của tao nó dài lắm mày ơi. Bây giờ kiếm chỗ nào để mình anh chị em mình ngồi tâm sự đi. Kiếm chỗ nào đây? Ờ ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ờ ngồi đây. Nhổ ra được không? Nhổ nhổ giùm tao, nhổ giùm tao. Nhổ nhổ này, theo em là nhổ vậy nè. Chịu đau nha. Mày hết chỗ rồi, mày lựa ngay cái cột như vậy mà biểu mình ngồi tâm sự đâu. Đừng ngồi ngay giữa đâu, biết đâu nó sọt, chịu đau quá. Giờ tâm sự đi, nói nghe đi. Kể mày nghe. Ngày xưa. À. Tao là một nữ tỷ phú. Nữ tỷ phú? Giàu có nhất vùng. Em nghe mấy anh nói hồi đó chị giàu lắm. Tiền xài như nước, buồn quá không biết làm gì. Đi qua Campuchia đánh bài. Ôi, có điều kiện vậy ta? Tao qua bên Campuchia, tao mới vừa bước chân vô Campuchia, người ta coi tao như là nữ hoàng. Nữ hoàng? Nước dân tận hồng. Trời ơi. Ăn dân tận hồng. Để tay ra một cái thôi là lao tay cho tao. Tao buồn buồn có người ru tao ngủ, tao nực có người quạt tao, tao muốn đi có người ẩm tao đi. Tao giống như một bà hoàng của nữ xứ Campuchia. Trời ơi chị, tả giống như là chị bị liệt rồi, mấy người ta lo cho chị vậy. Mày khùng quá, ý là tao giàu quá đó. Giàu quá. Tao cứ cầm tiền nó quăng, tao xẹt. Đến một ngày nọ tao cầm tiền nó xẹt. Tao không còn thấy cái gì, tao xẹt nữa. Thế là tao tuột hết. Tuột cái gì? Một vàng đi bán. Tao tuột vàng tao đi bán, thua quá mà. Càng đánh tao càng thua, rồi cuối cùng tao quyết định tao trở về Việt Nam, tao bán hết tất cả tài sản, tao gom tiền, gom bạc, tao qua Campuchia. Tao làm một cú chót. Mày ơi, một cú chót. Em biết cú này chị thắng tại vì ông một trời. Một cú chót. Bất công dài hơn. Một cái bạc. Ừ. Đi luôn. Ủa con chị không có hậu luôn hả chị? Thế là từ đó, tao trở thành trắng tay. Ngày hôm nay tao quyết định tao quất một cú ăn trộm để tao đổi đời mày à. Bây giờ mày có giúp tao không? Em nói thiệt với chị, ba mẹ em dạy ăn trộm là xấu, nhưng mà nghe cái câu chuyện này của chị, em thấy ông trời bất công quá. Bài mà làm cái gì mà chị phải phá sản hết đúng không? Tao đâu có giết người cướp của đúng đâu. Rồi chỉ là mê cờ bạc thôi. Ừ. Em giúp chị. Mày giúp tao phải không? Em giúp chị. Được, bây giờ mình đi vô ăn trộm. Vô ăn trộm đúng không? Ờ. Chị cho em theo chị đi. Em muốn vô nhóm của chị. Chị đón nhận em. Dạ. Bắt đầu đi em. Rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa nhà đâu? Nếu tao là chìa khóa, tao là chủ nhà rồi. Tao cần gì phải trèo vô? Chìa khóa nhà hả? Không có chìa khóa. Yên tâm. 1 phút 30 giây. Chìa khóa nhà này nó đâu mày có? Hồi nãy chị nói chủ nhà ở mình đúng không? Đúng rồi. Người ta ở một mình, người ta làm biếng đem cái chùm chìa khóa này theo lắm. Thứ nhất nó nặng. Ừ. Thứ hai lỡ để quên cái là ở ngoài đường luôn. Thường thường người ta giấu ngay mấy cái gốc cây nè, gốc cây bự nè, dưới đất nè, hành lang nè, hàng rào. Hôm bữa em lấy cái số em đi ngang qua thấy ông bỏ vậy nè. Mày thông minh quá, bây giờ đi vô nhà hốt hết tất cả cho tao. Hành động luôn đúng không? Action. Vô. Thank you.
vậy? Mày vậy? Mệt lắm, mệt lắm. Mày đâu, mày đâu, mày đâu? Mày hả? Bị gì ở đây hả? Sao tao bước chân vô nhà tao rờn rợn mày ơi? Sao vậy? Sao nhà âm u quá, tao hù không thấy gì hết. Trời, bà rảnh quá luôn á. Tao nói thiệt mà. Gỡ mắt kiến ra. Đèn mắt kiến đèn hỏi sao nó không tối? Bây giờ tao thấy nó tối tối á. Trời ơi. Ê. Gì? Nhà rộng lớn quá, bây giờ mình phải chia nhau ra để mình hốt của thôi. Bây giờ tao ở đây, mày lục hết tất cả các phòng, có bao nhiêu cái mày đem hết cho tao. Lẹ lên. Rồi. Nhà rộng quá. Hốt được rồi mày ơi. Vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi. Bởi vì tao nói với mày giàu lắm mà. Trời, trời ơi chị ơi. Nè. Nè. Trời ơi. Vàng, vàng, vàng. Đây nè, đây có vàng luôn. Cái rổ màu vàng nè. Không sợ, không sợ, không sợ. Không, không, không có, không có. Đây nè, có giá hủ tiếu nữa đó. Chị em mình lên hương rồi. Còn cái gì nữa không? Còn. Lấy lẹ lên. Đây nè chị ơi. Không phải lên hương chứ là cái gì. Ngon lành cái đây, 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 đây. Không, không, không. Vàng, vàng, không sợ kìa. Từ từ, có hết. Ê, ê, ê. Nè. Nè. Còn nữa không? Con, trời ơi, sao không còn? Quá trời quá. Của cải, của cải. Của cải kìa, của cải kìa. Hết. Một thùng luôn á. Ngon lành chưa? Mày đi vô trong mày lục một thùng nồi niêu xôm chảo ra. Mày đội trên đầu tao mà đội xuống như vậy nè. Mày để mục đích mày làm cái gì hả? Làm cái gì? Về mở tiệm ăn, nấu cơm sườn, bán hủ tiếu đâu. Tiền đâu mà mở tiệm ăn? Đánh bài, có hộ bài hôm nay nè. Mày điên hả? Sạc chuyện gì bài bạc? Rồi bây giờ mày điếc tao đánh bài nữa hả? Nè chuyện hả? Mày lại cái gì hả? Tao biểu mày đi vô trong mấy cái phòng đó, mày lục mấy cái tủ ra. Mày không lục cái tủ ra mà tại sao mày xuống dưới nhà bếp mày lục nồi niêu xôm chảo ra làm cái gì? Chị, em nói chị nghe nè, em kiếm hết rồi, có cái gì ra là em lấy hết. Chứ em đâu có biết cái gì đâu chị. Mày lục hết tất cả cái phòng chưa? Em lục hết rồi, không có đúng một cái nhiêu đây đồ thôi hả? Không có củ cải vàng mà một đồng bạc nào trọng hết hả? Không có. Không có củ quý gì luôn? Không có. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao vậy? Ê, chẳng lẽ bây giờ giang hồ đồn là đồn đúng sao ta? Giang hồ đồn cái gì? Giang hồ nói tao không tin mà bây giờ tao tin rồi nè. Đồn cái gì? Giang hồ nói là ngoại thất thì già hoành tráng mà nội thất thì nghèo choáng váng. Trời ơi, thiệt cái hả? Thiệt luôn. Chà, sao kỳ vậy ta? Vậy giờ sao chị tính sao? Giờ tính sao giờ? Bây giờ ráng. Có tiếng động. Chị ơi, chị ơi. Em nói thiệt chị, bây giờ sao chị? Gặp cái chủ nhà về phải không? Chị ơi. Chị ơi, chị đừng có tự tử, có gì mình năn nỉ người ta cho mình về được mà chị. Tao nói mày nghe, bây giờ đi. Hồi nãy mình vô cửa nào giờ mình ra cửa đó đi, lẹ lên. Cửa hồi nãy bây giờ chủ nhà vô rồi, bây giờ sao mà ra? Đi vô cửa sau. Chở hoài em rồi gì biết cửa sau. Vậy bây giờ sao giờ? Bây giờ kiểu cách nào đi trốn hay là cái gì đi? Đi. Nhào vô đi. Chị giỡn hoài. Anh chở chị ơi. Ê. Sao không bình thường chứ chị? Action. Nói cho người ta hiểu với. Tụi tao lặng cướp. Mày nhúc nhích là tao giết mày chết. Nói. Ê, tụi tôi là tụi con là ăn cướp. Bây giờ chú không có tiền cho tao thì tao giết chú á. Chị là ăn cướp hả? Ăn cướp. Trước khi mà chị muốn đâm tôi thì tôi chỉ chị. Tao đâm thiệt à? Chị đâm chỗ nào? Tao đâm chỗ này hả? Đâm đây hả? Đâm đây cơ không à, không có máu nhiều. Trời ơi. Đâm nè, tim nè. Đâm vô đây một cái là tim ngừng đập mà máu sẽ tuôn ra. Nhưng mà chỗ này tim nhưng mà máu nó cũng ít. Đâm chỗ này nè, ngay cái mạch máu lớn nè. Đâm vô một cái ha, xịt ra như cái vòi rồng luôn. Đâm vô. Mày khùng hả? Tôi không có khùng. Mày điên hả? Tôi không có điên. Mày không điên sao mắt ký của tao? Tôi không muốn nhìn cuộc đời này nữa. Giết tôi đi. Trời. Giết tôi đi. Đâm tôi đi. Nếu các người không giết tôi sẽ tự giận. Ê, đừng, tao sẽ
tôi giận, tôi lấy cái này tôi sẽ đâm cho trong người tôi. Giết tôi đi, giết tôi đi, giết tôi đi, tôi lại chạy, giết tôi đi. Chết cha rồi sao đây mày? Bây giờ mình chỉ có hai phương án, một là giết ông thiệt, hai là chị em mình chạy thôi chị. Tôi là một kẻ phá sản. Hả? Tôi đánh bài đánh bạc. Hả? Tôi thua hết tài sản trong nhà tôi. Trời ơi, cha mẹ tôi dứt tôi ra đường. Tôi sống như một con chó ghẻ. Giết tôi đây, giết tôi đây. Thôi, giết tôi đây. Tao cũng là đồng nghiệp của mày nè. Tao là một nữ tỷ phú. Tao đánh bài, tao phá sản. Bây giờ tao không còn đồng bạc nào hết. Tao và mày là đồng nghiệp, cho nên mày đừng chết. Đứng lên, nào. Chúng ta cùng nhau dìu nhau. Đồng nghiệp. Mày cũng đánh bài, mày phá sản. Như vậy là Ngu Lan chức nữ đã gặp nhau. Một cặp tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Giờ ta chăn con chi, tay chăn tay mà thôi. Đời bạc gian sao lắm phú phàng. Ngồi chưa tâm gươm sáng rồi vào đó mới thấy ân phát hoàn toàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi đến thân ta giờ đây. Kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu có chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Hai nhà đây. Trời đất ơi ông nội, làm nãy giờ Minh Họa mệt chết luôn hả? Mày làm gì vậy hả? Mày làm gì tự nhiên mày hát như vậy? Tụi tao Minh Họa vậy? Không có đâu, tại thấy vô hoàn cảnh câu chuyện quá nên em mới hát chứ bộ. Thì tụi tao là đồng nghiệp với nhau mà. Thôi, mệt quá. Đi mở đi. Ê. Hả? Nghe nè. Gì? Đồng nghiệp. Khoan, để bắt ông này vô cái đã. Vô đây ngồi. Tại sao mà mày thuộc bài đó? Ờ. Ai cũng có nỗi buồn mà. Chú có nỗi buồn của chú đúng không? Đúng rồi. Chị có nỗi buồn của chị. Đúng rồi. Em có nỗi đau của em. Mày đau làm sao? Cuộc sống em nó không có gì gọi là khó khăn. Nó không có gì gọi là cú sốc của con cuộc đời hết. Năm năm tuổi lúc còn nhỏ là mẹ em theo trai. Trời ơi. Sáu tuổi thì ba em lấy vợ bé. Họ coi như một cái bánh. Đã qua đã lại. Em phải lăn lộn ra đường kiếm cơm. Anh chị có hiểu không? Anh chị có ai thông cảm được cho em không? I see. Anh không bao giờ thông cảm được cho em. I know. Anh không phải như em đâu anh hiểu. Anh không? Chị có hiểu được cho em không? Nỗi đau này ai hiểu được cho tôi? I think so. Nói thật chứ đâu, muốn cái cuộc sống mà nó khổ sở như vậy. Em không sống ba mẹ nữa. Yeah. Em lăn lộn ra đường. Oh. Em gia nhập vào liên minh quyền thoại. Một ngày anh biết em bán giấy số bao nhiêu là đưa cho liên minh hết. Mà thằng liên minh nằm khốn nạn ác bắt mày đưa tiền đó vậy. Game điện tử. Em chơi suốt chị. Tức cái là em còn bị hack nữa. Chị cũng là cuộc đời. Chị thấy cuộc đời em nó bất công với em chưa? Trời ơi, nó chơi game không mà nó cuộc đời bất công với nó. Thôi, chuyện mày cũng buồn cỡ như chuyện tao. Cũng từ bài bạc mà ra. Anh cũng vậy phải không? Nhà cửa vậy rồi tan quan hết vì bài bạc phải không? Nãy vô anh trộm đâu có đồng bạc nào trong nhà của anh đâu. Sao còn cái nhà anh không bán đi, trả nợ cho người ta. Tôi không thể nào bán được. Phải sao bán vậy? Được thôi, bộ cái nhà anh cầm rồi hả? Anh cầm rồi anh chuột ra bán cũng được vậy. Ừ, tôi không cầm. Không cầm thì bán đi. Ừ. Tôi không bán được. Tại sao không bán? Trời. Bạn ơi. Ôi trời ơi, bạn ơi. Đúng nghe, rồi. Nghe. Tôi xin nói sự thật. Nói đi. Tôi cũng là ăn trộm. Về được chưa? Mình về đi. Tụi mình về đi uống ra ngoài uống nước mía rồi nói chuyện chơi chứ. Vô nhà người ta ba đứa ăn trộm rồi nói chuyện tào lao. Đi. Về. Cha có người đột nhập vào cái nhà bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả bình tĩnh. 2, 3. Thằng công! Đè xuống! Đã nói từ từ. Có đâm thì đâm ngay đây nè. Đâm chỗ khác bắt công tôi dậy tôi mệt lắm. Đâm đây chết liền.
đâm đây máu phun ra cái dồi. Ừ, dính hết đôi mặt bà. Ồ, ấy cái câu này nghe quen quen nha. Quen dữ ta. Tôi hiểu chiến hữu là ai rồi. Nhìn mặt là tôi biết đã thất bại trong cuộc đời. Vì sao thất bại? Vì sao? Vì cờ bạc. Đánh đề. Hả? Đua chó. Hả? Đá gà. Hả? Đá cá. Hả? Trời châu. Tại sao mấy người coi thường tôi vậy? Định kể từng tội của tôi ra. Tất cả những cái gì mấy người vừa kể tôi đều chơi hết rồi. Trời ơi, cả nội là sư tổ tụi mình rồi. Nhưng mà nó chưa đủ cho nên ngày hôm nay tôi phải đi đến đây, tôi muốn tự sát. Thôi đừng có tự sát. Căn nhà này bây giờ không còn cái gì mà có giá trị hết. Đúng rồi. Nó chỉ còn có 4 bức tượng. Chẳng lẽ đập ra lấy xà bằng để mà bán hả? Đúng vậy. Bây giờ dây đi theo tụi tôi. Tìm đối tác khác. Mình chuồn vô, mình phối hợp để mình kiếm được con mồi ngon lành. Lúc đó mình chia tiền, mình tha hồ, sống với lại cái sở thích của mình. Đây, thôi đi. Nãy giờ các người tưởng tôi là ai? Ăn trộm. Không, tôi không phải là ăn trộm. Chứ là gì? Tôi là chủ nhà. Bài thơ làm vừa xong. Ta dìm hồn mình trong thao nước giặt đồ. Ta nuốt đắng cay qua từng nhát chổi. Ta muốn vươn lên giữa bộn bề son chảo. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Sao mà đọc cái câu nào là nó có cái minh họa luôn là sao? Đổ máu luôn rồi. Em chịu hết nổi rồi. Trời ơi, tất bật công việc ở công ty, về chưa kịp thay đồ, không kịp ăn uống. Em phải vùi đầu vô ba cái đồ này vậy hả? Còn anh ngồi anh đọc thơ được hả anh? Làm chồng kiểu gì kỳ công vậy? Ủa, em làm cái gì mà em phải cằn nhằn? Chuyện là chuyện của em làm, còn anh có chuyện làm của anh. Hả? Anh làm cái gì? Anh làm thơ. Em nhức đầu quá anh ơi. Thôi bữa bây giờ á, vợ chồng là phải công bằng đúng không? Chồng phải tiếp vợ người ta. Thí dụ em nấu cơm thì anh rửa chén, em giặt đồ á thì anh quét nhà. Lúc trước á, ở căn nhà chung cư có 100m² thôi à, nó đỡ cho em biết chừng nào. Bây giờ là về nhà này rộng quá trời rộng mà. Trời ơi, lao cái căn nhà này thôi là mất nửa ngày rồi. Hả? Trời ơi, gì vậy? Cái gì? Chạy máu rồi. Bà quăng kiểu đó mà máu không chạy cũng muộn. Quăng cái gì mà không có né tôi gì hết trơn. Quăng cái bạch vô cái. Em xin lỗi anh, tại vì em giận quá em quăng ra trúng anh nè. Trời ơi. Ok đó đi. Bà nói cho em nghe, không có việc gì mà em phải càng nhặt hết trơn. Em buồn chứ anh, vợ chồng mà. Cái gì hai vợ chồng cùng làm không? Vợ chồng cùng đồng vợ, đồng chồng thác biển đông cũng cạn. Ăn cơm thì cùng ăn đó. Ở chồng hả? 10 cái chén, 8 cái dĩa, 6 đôi đũa. Nồi rửa chén không là sặc máu rồi. Ủa hai vợ chồng mà sao ăn nhiều dữ vậy? Em làm như anh đang phụ em vậy đó. Nghe là anh cũng phụ em làm việc, em không quên nè hả? Anh phụ em được gì đâu. Phụ dọn cái bàn của anh làm việc. Phụ xếp đồ của anh. Phụ dọn dẹp và là giữ cái đồ lặt vặt ở trong nhà, ở trong phòng của anh. Ủa sao anh dọn cái gì cũng của anh hết trơn vậy? Không có gì của em hết trơn vậy? Ủa, chứ em đòi hỏi anh gì nữa? Ví dụ quét cái nhà là nhà chung, sao anh không quét? Chuyện là chuyện của phụ nữ. Thôi nói chung anh cái gì anh cũng nói kiểu đó thì thôi. Ly dị. Cái gì? Cái gì vậy em? Chuyện này đâu có gì đâu mà phải lớn lao mà phải ly dị. Ly dị đi. Nè nghe anh nói, nghe anh nói. Chưa có con mà ly dị dễ lắm. Thôi, mình có cách giải quyết hết á. Bây giờ á, nếu mà em bận rộn quá, em không lo được việc nhà, làm không xuể đó, thì mình có thể mướn ô xin. Mua xin hả? Quá dễ dàng. Người ta sẽ phụ mình. Em không nghĩ ra chuyện này ta. Đâu gì đâu phải ly dị. Được á. Đúng không? Nhưng mà em có điều kiện nha. Rồi điều kiện gì? Anh thuê ô xin á là người đó không được cao hơn em. Không được mập hơn em. Được. Không được nói nhiều hơn em. Không được hung dữ hơn em. Điều đặc biệt là không được xấu hơn em. Cái gì kỳ vậy? Không được đẹp hơn em.
Trời đất ơi, em mướn ô xin thôi mà anh tưởng tượng em đi mướn người tiền sử về nhà. Cái người nào mà sao lạ lùng vậy? Nó tóm lại là người ô xin này là vừa già vừa xấu, mà vừa mập mà còn lé hô móm này kia là được hết á. Trời ơi, vợ tôi, em mướn người vậy là sao mà anh mướn được? Chứ anh muốn mướn đẹp hả? Ô xin muốn mướn đẹp hả? Em thì đi làm suốt ngày ở nhà anh làm cái gì? Thôi được rồi. Mà nè, em đi làm suốt rồi nha. Em không có ở nhà đâu đó. Thuê ô xin, anh ở nhà, anh giải quyết, anh lo cái chuyện này cho em. Rồi, tuyển ô xin thì cũng giao cho anh là sao? Bộ nó dốt tiếng Anh, nó kêu tiếng Anh không ra mở cửa vậy trời. Có ai nhà không? À, dạ có. Trời ơi, nó dốt thiệt rồi. Mở cửa lẹ đi cưng ơi. Dạ. Dạ, xin lỗi bà... Bà tới đây kiếm ai vậy? Trời ơi, cái tướng này mà kêu bằng bà là tôi giận đó nha. Cô chứ kêu bằng cái gì bà? Kêu bằng chế đi cho nó trả. Ồ, dạ, dạ chế. Chế đây, chế vô đây kiếm ai vậy? Chế có đọc ở trên Facebook đó cưng, là hình như là trong cái ngôi nhà này là có chơi cần người giúp việc phải không? À dạ đúng rồi. Vậy nói đây là chế tới đây để xin việc cho con hay là cho cháu của chế? Không, nguyên dòng họ chế chết hết rồi, không ai sống dai bằng chế đâu. Ôi trời đất ơi. Cho nên là chế xin cho chế đó. Vậy thì ngại quá, chắc không được rồi chế ơi. Ủa sao vậy? Tại vì công việc nhà này làm là nặng nhọc lắm, không có nhẹ nhàng. Tuổi chế sợ không có hạp. Không có đâu. Không có đâu, đừng bao giờ coi thường cái thân hình này nha. Nhìn già già vậy chứ còn sung sức lắm đó. Làm được hết luôn. Không tin đúng không? Chế dù tánh quá, làm gì có chuyện đó. Thiệt, không tin là bây giờ là chế sẽ chứng minh cho em tin luôn. Hey. Trời ơi, trời ơi, chế nặng quá vậy chế, xương nặng dữ vậy. Trời đất ơi, té một cái muốn liệm luôn à. Trời ơi, thôi bướm bà đứng dậy đi, trời ơi, khổ quá. Không, nhìn vậy thôi chứ phải lắm, nhận đi nha. Thôi không được chế ơi. Không, chăn heo, chăn gà, chăn bò gì được hết luôn á. Thôi được rồi, thôi bây giờ vậy, xin lỗi chế. Chế chịu khó đi về đi. Rồi có gì sang năm á, nếu mà cần á thì sẽ gọi chế tới. Mày có bị điên không mày? Năm nay tao 79 rồi, mày không mướn, mày đợi sang năm chắc gì tao còn sống. Mày điên hả? Bây giờ có mướn không? Dạ, xin lỗi chế, dạ không. Ủa, trên cái bản thông báo là đâu có quy định tuổi tác đâu. Dạ, đó là cái lỗi của vợ của con, không có đề rõ ràng. Trời ơi, sao mà ác với tôi quá vậy? Mày mốt mà có mà còn cần mướn người làm là làm ơn là ghi rõ ràng cho người ta đọc, người ta biết. Có biết là quê của chế là ở dưới Cà Mau, chế phải đi xe đạp. Đó, chế đi xe đạp ra cái bến xe đò. Đó, mà trong khi gọi xe đạp trên xe đò đã đi lên Sài Gòn xin việc làm. Có biết khổ lắm không? Dạ, bây giờ là không muốn đúng không? Dạ, xin lỗi chị. Là đuổi về đúng không? Dạ, không phải mời thôi chứ không có đuổi à. Mời về đúng không? Dạ. Nhớ nha, tôi về tôi delete Facebook luôn đó. Trời đất ơi. Ác quá mà. Trời ơi, cái gì đâu mà ô xin gì mà lạ lùng. Lớn tuổi rồi mà sao cứ nhí nha chứ nhảnh.
ban giám khảo. Xin kính chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Hồng. Năm nay em 24 tuổi. Chiều cao 1m85 trừ 2 tấc còn 1m65. Cân nặng 50kg. Số đo 3 dòng: 90, 60, 30. Cái gì kỳ vậy? Sao giống cái quặng vậy? Ủa? Ê, cô vô đây cô làm cái gì vậy? Xin việc làm. Vậy hả? Vậy mà cô ngồi. Đúng rồi đó, đứng từ hồi nãy giờ mỏi chân. Để lắm mới ngồi đó nha. Dạ dạ dạ. Mời cô ngồi. Hỏi đi. Thời gian của em là vàng là bạc. 1 giờ là 45 đô. Tranh thủ nhanh. Ủa làm cái gì mà một giờ tới 45 đô lần cô? Ở đờ. Ở đờ gì mắc dữ vậy cô? Bên Malaysia người ta trả như vậy đó. Ở đâu? Malaysia. Ở đâu mà Mã Lai đó. À Mã Lai dạ. Ủa nếu mà cô làm tiền cao như vậy thì sao không ở bển làm mà về đây chi? Mắc quá người ta không có mướn. À bây giờ vậy, vậy nếu mà làm việc ở đây á thì tôi chỉ trả được 45 đô một tháng, cô có chịu làm không? Không có cách nào cũng làm. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi nghĩ sao vậy? Tôi vậy mà tôi đi làm ở đợ tôi lấy tiền hả? Ủa? Xin lỗi, đây không có cần tiền. Vậy cô làm cái gì nè? Tới đây để lấy kinh nghiệm thôi. Ủa? Làm lấy kinh nghiệm? Lấy kinh nghiệm bởi vì đang chuẩn bị casting cho một cái bộ phim sắp tới. Tôi là diễn viên mà. Ồ, diễn viên. Mà xin lỗi cô nha. Sao cô nói cô là diễn viên mà tôi coi phim biết bao nhiêu bộ phim, tôi chưa thấy gương mặt của cô. Làm sao mà thấy được? Sao vậy? Diễn viên lồng tiếng. Cô lồng tiếng phim gì nè? Lồng tiếng phim hoạt hình mà. Trời ơi. Vậy là đường hình cũng không có mà đường tiếng cũng tắt luôn hả? Bây giờ sao? Có mướn không? Bởi vì cần kinh nghiệm để chuẩn bị cho một vai diễn mới trong một bộ phim mới. Đó là phim Ngôi Nhà Hoang Trên Thảo Nguyên. À cô đóng cái vai gì ở trong? Con ở. Con ở trong ngôi nhà hoang. Chà phim hấp dẫn quá ha. Con ở cho con ma đó. Vậy thôi xin lỗi cô. Với một cái nghề của cô vậy thì chắc tôi không đủ khả năng để mà mướn cô làm ô xin ở nhà này được. Trời ơi, nói gãy họng, không mướn, giỡn mặt hả? Thời gian của người ta là vàng là bạc. Ở Malaysia người ta trả 45 đô một giờ, tôi không thèm làm. Qua đây ngồi nói một tiếng đồng hồ rồi đuổi về. Dạ. Bây giờ đuổi phải không? Dạ không phải, mời về thôi dạ. Mời thì về. Để lắm mới về đó. Chào tạm biệt nha. Trời đất ơi, cái gì kỳ cục vậy trời? Bà già tuổi tiên rồi bây giờ có cô người mẫu rồi vô đây diễn viên rồi. Trời nhức đầu quá. Giao tôi cái công việc này thiệt, cái bà xã này thiệt. Ôi, làm thơ cho nó đỡ buồn coi. Ngồi buồn há miệng ra xem, đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi. Con nào khỏe cánh thì bay, con nào yếu cánh chết ngay trong mồ. Cái nhà ní là sợ muộn gì cũng có người trẻ trẻ. Cháu rót trà. Ừ,
tra ngôi quả. Dạ, yes. Để lát tôi sẽ thay nước khác. Dạ. À, hồi nãy cái câu thơ đó là của... Của tối. Hay quá. Cảm ơn. Lâu lắm rồi mới có một người mà gọi là đối thơ với tôi. Chào. À, xin lỗi cô, đây là... Đến đây mừng việc. Xin việc làm à? Đúng rồi. Cô tên gì? Nghe. Nghe. Hằng Nghe. Hèn gì trên đầu có cái bông. Không liên quan. Dạ. Cô thấy cái thơ tôi nãy có được không? Hay quá anh ơi. Chưa báo trừ mà tôi nghe một loại thơ nào mà hay mà nó đi sâu với lòng người như rửa. Trời đất ơi, chỉ có cô biết thưởng thức cái thơ của tôi. Dạ. Chứ bà nhà tôi là không có trình độ mà biết được cái thơ của tôi. Dạ đúng rồi, những thi sĩ, những thiên tài không báo chứ mà được vợ công nhận đâu. Tội nghiệp lắm. Nếu mà cô biết thưởng thức thơ, để tôi tặng cho cô một cái tập thơ của tôi. Trong đây nó có một cái bài tôi thích nhất, đó là Kiss Me. Kiss Me? Dạ. Mời cô xem thử. Kiss Me? Em đưa anh dậy hiệu Kiss Me? Để lau nước mắt Kiss Me? Em làm lòng anh đã đau lại càng đau Kiss Me? Kiss Me hôn tôi để rồi thành lý biệt Kiss Me? Nước mắt này anh nhỏ xuống vì ai Kiss Me? Ôi chú cha mà ơi! Sao? Tại sao cô khóc? Anh quảng cáo cho khăn giấy hiệu Kiss Me. Tôi làm việc nhà, tôi thấy cái hộp giấy Kiss Me, tôi có cái cảm hứng làm bài thơ, chứ không phải quảng cáo. Anh ơi, anh làm thơ sẽ nát tim em. Bài thơ hay quá anh ơi. Cô mới nói cái gì? Anh sẽ nát tim em. Răng mà anh cười vào mặt em. Tôi đâu có cười, tôi đang khóc. Răng anh khóc. Tại vì lần đầu tiên tôi có một người phụ nữ trẻ đẹp như vậy biết thưởng thức và khen thơ của tôi. Đứa con của anh thật là đẹp, thật là lồng lầy. Anh có thể cho em một đứa con không? Không được. Con là máu là thịt của anh, làm sao mà cho em được? Răng mà anh không cho em đứa con được. Anh là một thiên tài mà không cho em con mừng rắn mà chịu được. Với sức khỏe của anh đi thì anh sản sinh ra biết bao nhiêu đứa con khác. Anh cho em đứa con này đi. Thôi được. Nếu em thưởng thức, anh sẵn sàng cho con. Ôi chú chó mà ơi, anh cho. Cái gì vậy? Ủa? Em về hồi nào vậy? Trong mặt qua. Ai rửa? Dạ đây là... Cả ngày tôi ở... Vợ của anh. Cả ngày tôi ở công ty, tôi đầu tắt mặt tối. Bây giờ anh tằn tiểu với cái con miền Trung này phải không? Cái gì? Bao lâu rồi? Ai rửa? Anh mới gặp cô này mà. Mới gặp mà tại sao mà? Có vụ con cái gì ở đây? Ai rửa? Vợ nữa không? Vợ. Ủa chú cho mà ơi. Thằng lằn mà đéo cột đình, đéo lên đéo xuống, thân hình còn xương. Trời ơi, em làm cái gì vậy em? Trời ơi, nó nói từ cột đình với ai là thằng lằn? Dĩ nhiên đấy là thằng lằn, đấy là cột đình rồi. Ổn nhóm, ổn nhất là thằng lằn là đúng rồi. Cái này mà thằng lằn cái gì? Đúng rồi, tội quá. Đây. Cái mắt của cô có thẩm mỹ không? Cái tướng này mà tướng thằng lằn, tướng này là tướng cột đình hả? Đúng cột rồi. Đình là đây nè. Còn đây là tắc kè. Là cá sấu gì đó á. Ở đó mà thằng lằn. Giờ sao nói em nghe coi, bao lâu rồi? Mới. Em dễ lắm anh, em rất là dễ. Bây giờ em anh chưa có con, em biết. Chính vì vậy mà anh cặp với cô này. Bây giờ có con, giấu đứa con ở đâu rồi. Bây giờ cô này lại xin em về phải không? Em nói cái gì vậy, anh mới gặp cổ lần đầu mà. Đúng rồi, chúng tôi chưa có con với nhau. Chúng tôi đang chuẩn bị giao. Giao. Giao luôn kìa. Giao cái gì? Giao phối phải không? Cái gì vậy? Ủa mà chuẩn bị giao phối rồi mà sao có con? Em nói năng gì kỳ cục vậy Dân? Có, tại hai người nói em mới là suy luận từ cái lời hai người nói thôi. Giao tiếp, chúng tôi chuẩn bị giao tiếp với nhau là chị Kê.
Chúng tôi mô có làm gì rắn, chúng tôi là chỉ cho nhau đứa con thôi. Đúng rồi. Hai người làm tôi rối quá. Bây rối giờ, cái gì mà rối? Bây giờ em... tại sao? Con... Giao tiếp mà có con. Bây giờ em hỏi là đứa con giao tiếp là ở đâu? Trời đất ơi. Ở đây, đứa con đấy. Là đây. Thơ tuyệt tập thơ. Đứa thơ con của anh. Tinh thần của anh thái nghẹn biết bao nhiêu năm trời mới có được đứa con ní. Ủa, con thơ là thơ con chứ phải là con trẻ hả? Không phải là con nít mà là tuyệt tập thơ. Trời, ba cái thơ vớ vẩn như vậy là cũng là con hả? Rắn mà vớ vẩn. Chồng mình là một nhà thơ tài ba, rắn mà vớ vẩn. Mày có tin tôi giá một cái là coi như răng lưỡi mà nó dùng cục không? Mày có hiểu cái từ răng lưỡi mà nó dùng cục là mệt lắm à? Là mày lên tiếng với tôi vậy? Em bực sụp quả, xui cho anh quả đi. Một nhà thơ tài bá mà không được vợ công nhận, ly dị đi em lấy anh cho. Em ơi, em bình tĩnh đi. Em làm cái gì vậy? Không được xám với chồng tôi. Trời ơi là trời. Thấy ôi, những người làm thơ không lẽ bị thần kinh hết sao ta? Không, bằng rắn có thần kinh. Lúc nào cũng sống ở trên trời, còn đây nè ăn mặc. Thì kìa, quá quá đi. Cái gì vậy? Anh quá đi. Trời ơi, bông hoa, hoa hòe quá. Em là bây một giờ, nhà thơ tương lai. Bây giờ có thể cho tôi hỏi cô là ai? Ủa, em là ô xin tương lai của nhà chị ní. Nói chuyện qua điện thoại không nhớ rắn, em ní. Ồ, thì ra là cũng xin tới làm ô xin nhà mình. Phòng vận em làm cái gì? Mà quên. Không, mời em ngồi. Ủa, ô xin đó hả? Cảm ơn anh. Ủa, bàn tay này, chỗ bàn tay đẹp quá đi. Cảm ơn em. Ủa, cái gì vậy? Anh ngồi đi. Trời ơi, anh đừng có để cho em nổi. Anh lịch sự, anh mời người ta ngồi với em làm cái gì? Cô ngồi đi, ngồi đi. Cô ngồi đi. Anh quá ngồi với em cho vui. Vậy cái này. Ngồi này trắng trợn quá vậy? Có tôi ở đây á. Nè, uống đi. Trà nguội quá không uống. Dạ mẹ, con rót cho mẹ ly trà nóng nha. Cảm ơn con, thôi mẹ ngán trà rồi. Ừ, em ơi, em ngồi xuống đi. Em hỏi cái việc chánh nhà, cái vụ mà mướn làm bộ xin đi. Mặt quá, rối loạn tiền đình luôn. Thôi bây giờ hỏi nha, vậy nãy chồng tôi mới hỏi á. Cô tên gì? Tên Hằng Nga. Hằng Nga em. Chà, Hằng Nga. Đẹp chứ em. Hằng Nga mà nhìn mặt tôi giọng chủ cùi quá. Rồi thôi Hằng Nga. Trời ơi. Rắn, chuyện chi? Năm nay nhiêu tuổi? 27 không? No. Hay là 72? No. 15 tuổi rồi. Uống sữa voi hả? 15 tuổi rưỡi, cách đây 15 năm. 30 tuổi rưỡi. 30 tuổi rưỡi rồi em. Rồi nào giờ làm ở đâu rồi? 2 năm kinh nghiệm trong nghề. 2 năm 3 đời chồng. Ồ, cái gì vậy? 2 năm 3 đời chủ. Trời ơi, 2 năm mà 3 đời chủ hả? Hiểu rồi ha, cái kiểu này làm việc không được người ta mới đuổi đó. Không hề, tôi tự suy nghĩ. Không ai dám đuổi tôi hết. Ủa sao mà vậy? Lý do gì phải nghỉ? Đời chủ thứ nhất, hai vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau, chăm sóc nhau, quan tâm nhau, từng lý từng tỉ một. Họ một chút là nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau, tâm tình với nhau, hôn hít nhau trước mặt tôi. Tôi bực bội, tôi bị bách, không ai nói chuyện với tôi, không có thời gian để tôi nghỉ ngơi, tôi làm thơ, tôi bực quá, tôi nghỉ. Cái gì kỳ vậy? Rồi chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai, hai vợ chồng ghét nhau, lúc nào cũng gáy lộn, chửi lộn trước mặt tôi, không có thời gian để tôi nghỉ ngơi, tôi làm thơ, tôi bực quá, tôi nghỉ. Trời ơi, ở đợ mà như bà cứu nội người ta vậy trời. Chủ thứ ba. Đời chủ thứ ba, không ai nói chuyện với ai, không khí lúc nào cũng im lặng, trầm mặc, tôi bực quá, tôi nghỉ. Ủa gì trời kỳ vậy? Khó ở, khó chịu quá ta. Rồi đời chủ thứ tư. Đời chủ thứ tư, người chồng thì ok, người vợ lúc nào cũng ghen tuông, lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng khó chịu. Vợ chồng đã xấu, đã lung, còn hung dữ. Thế là hai vợ chồng gáy lộn, chuẩn bị lý gì, tôi bực bội quá, tôi suy nghĩ. Ủa? Sao nó có cái hơi hướng, cái mùi mùi giống tôi với ông quá vậy? Sao quen quen vậy ta? Ủa, nói tôi phải không? Chính xác. Tôi xấu chỗ nào hả? Tôi xấu chỗ nào? Tôi giữ chỗ nào? Này, vừa phải thôi nhẹ, tôi chịu đừng hết nổi rồi. Nhìn kỹ đi. Ôi chú choa mà ơi, vợ người ta gì đâu mà hung dữ quả chừng luôn à.
Ôi cặp mắt vướng vướng màu khỏi sủng, miệng gầm gừ như nòng pháo chờ phun. Dù mồm có gầm gừ gào thét, hãy dân tin vào trái tim anh. Im hết đi những lời thơ giả dối, đừng tưởng rằng tôi khờ dại ngu ngơ. Biết mừng thơ. Cái gì? Cái mặt xấu như vậy mà biết mừng thơ. Tao tạc một tạc là rắn mối lận lộn đó chứ. Trời ơi là trời, biết làm thơ xong biết. Tiếp đi. Tiếp gì? Không tiếp gì, nghe tiếp nè. Thơ với thẩn, cái thứ tầm bậy tầm phào, vừa đọc vừa viết ào ào như điên. Của chị thì là tầm phào, nhưng mà của anh ngọt ngào thì ca. Hiểu Minh thì chị có nghe, Vân tuy là vợ nhưng là người dưng. Người dưng khác họ sao đem lòng nhớ thương. Cưới được rồi anh coi như con cá ươm. Đúng rồi, còn tệ hơn con cá ươm nữa, con cá chết rồi. Im. Ý, thật ra em biết làm thơ nè. Đúng rồi, chị biết làm thơ nè Kinh. Đúng rồi, em biết làm thơ rồi. Ý, thơ hay đâu quá. Có khó đâu mình. Em biết làm thơ mà. Hay quá. Em có thể thay thế làm thơ rồi đó. Nó nghe nè. Ôi, nhờ vậy mà cảm ơn em nha. Nhờ em mà chị biết làm thơ, mà chị hiểu được chị rằng là dữ quá cũng không được phải không em? Đúng rồi, dư quả chồng chế. Đúng rồi. Hiền hiền một chút chồng mê đỉnh chiêu. Ủa rồi à, em có chồng chưa? Em mô có chồng. Ủa em hiền mà sao chưa có chồng? Em hiền quả, thằng nào cũng chẳng em hết không vậy. Bởi vậy phụ nữ của mình phải là vừa dữ vừa hiền. Dạ. Ý được rồi anh ơi, em sẽ làm thơ cùng anh nha. Hay quá à. Mình có đi về đi. Rắn về. Mô về. Thì xong rồi đó về đi. Ủa kỳ vậy em? Nhờ em khai sáng được cho chị. Chị biết làm thơ nè, chị hiểu ra cái lý lẽ là phụ nữ phải như thế nào thế nào. Đúng rồi. Xong rồi, xong trách nhiệm mà về đi. Không không, em đến đây để xin làm ô xin, không phải đến đây để dạo huẩn. Đúng rồi em. Không có cần. Không có cần. Sao không cần? Đây nè, kể từ bữa nay chị sẽ làm thơ cùng chồng của chị. Chị làm thơ? Rồi ai làm ô xin? Chồng chị. Hả? Chồng chị làm ô xin. Về đi cưng. Bây giờ em về, chị đuổi em về à? Ôi chú chó mà ơi, đừng vô hầu. Uổng công tôi đến nơi này để con quỷ sứ đuổi tôi đi về. Vô. Anh em mình là hôm nay phải tới bến nha. Sao? Trời ơi, ủa trời, cái gì vậy? Cái gì chút đổ rượu hết trơn à, con này thiệt à. Né ra để mà để cái lẩu vô. Cái gì đâu mà đàn ông đàn an mà cứ xà quần ngồi sắc lạc nhau. Châm lửa mà. Châm lửa vô đi. Chở lên giùm cái coi. Ôi trời, nóng. Nóng cái gì? Trời ơi, ông ơi, có nóng đâu mà ông làm quá. Bà làm sẵn ở trong hơi hơi nóng nóng hương hương. Rồi, bà vô đi. Ôi trời, ôi trời. Bà thiệt. Rồi rồi nha, nhậu thoải mái đi nha. Hôm nay không say không về á, người nào mà còn tỉnh là về là tôi giận lắm nha. Ngồi luôn, sáu. Ngồi luôn. Rồi, trời ơi, nãy giờ chú uống ly rượu nào hết trơn vậy? Phải uống chứ, uống, vô. Vô quán người ta mà ông uống gì hết thì tỉnh đó. Uống đi, tôi uống rồi, uống đi. Hết ngày rồi, em nói sao vậy? Đi hả, để đổi chai mới cho. Cái gì vậy? Thôi được rồi, uống hết rồi lấy. Thôi, đổi đi trời ơi. Uống đi, tôi uống hết rồi đây nè. Cái gì đâu mà vô hả mấy cái đồng hồ mà ngồi uống cái nửa bình rượu à. Giận hết sức vậy á. Uống đi. Uống đi nào, ly tôi hết rồi đây. Đám cưới vui đâu có ai là rầy. Gì đám cưới vậy mày? Quên, không phải đám cưới. Tại vui quá tưởng đám cưới, không phải đám cưới. Mà hôm nay là cái đám mà ăn mừng là xã mình trở thành nông thôn mới. Phải uống mừng. Uống mừng tỉnh đã cho xã mình nâng lên thành nông thôn mới. Bà hạnh diện chứ vô. Uống rồi, đổi. Uống nha, uống nhiều rồi ăn uống phủ phê vô đi. Trời ơi, vô quán người ta mà bèo quá trời, làm sao mà đủ vốn để bán. Ai, đã quá. Lâu lâu rồi coi như là được ăn uống thả dạng bữa ha. Rồi. Ôi hạnh diện. Làm miếng. Hạnh diện quá chứ. Lẹ đi Sáu ơi, sao mày lâu quá Sáu ơi Sáu. Nè, rồi nè. Chưa lắm. Như cái chai này nữa là 8 lít nha. 8 lít hả? 8 lít. Hôm nay lên nông thôn mới mà tính tiền tính bạc thì con này thiệt tình à. Trời, tao nói mày nghe nè Tám à. Ê mày hổn mày. Ê mày kêu mày tao hả mày. Trời ơi, trong bàn nhậu là
mày tao mới tới hết thì nó mới hòa đồng chứ, mặc dù mày lớn hơn tao 6 tuổi mà tao vẫn kêu mày bằng mày, mày hiểu không? Đúng rồi, lên bàn nhậu là không có phân biệt là lớn nhỏ gì hết trơn. Vậy là không có dai dế gì hả? Đúng, thằng ba mày nói đúng đó. Này hổng mày, cái này hổng nè. Thằng này đó lớn hơn mày cũng vài tuổi, còn tao mình lớn hơn mày gần 20 tuổi nha. Nhưng mà đã nói là trong bàn nhậu là coi như là đồng chất đồng màu hết trơn, là mày tao tôi tớ luôn. Bây giờ mình phải tôn trọng ảnh, tại vì sao ảnh gần chết rồi. Đúng rồi. Cái không, ảnh là gần gặp anh Sáu rồi. Anh Sáu tắm á. Đó. Anh Sáu tắm là biết gì không? Là gì? Cái hòm đó. Tao không có giỡn với hai đứa bay nha. Nó là vui đừng có nhắc ba cái chuyện đó. Thôi bây giờ vậy tao có ý kiến vậy đi. Tao với mày là cũng ngang ngang với nhau khi mày tao được. Đó. Còn ảnh là lớn mình 20 tuổi. Đúng rồi, kêu mày con nít nó nghe nó học xấu. Đúng rồi, ảnh mà lấy vợ bằng cái tuổi đó là mà mình kêu ảnh là coi bằng ba luôn á. Còn kêu mình phải kêu ảnh bằng anh cho sự tôn trọng anh. Đúng. Anh. Rồi ăn mừng cái sự anh đi. Ăn mừng vô. Qua khoan để cho tôi miếng rượu đã. Uống đi, thoải mái đi, tính tiền sao? Không sao. Ủa hôm nay này tính tiền hả? Sao không tính tiền? Mày mắc cười quá, tao là chủ quán ở đây mà tụi bay vô. Mày với anh ta vô nói nhậu đây. Mà không có nhậu như tiền sao tao đủ xã hội tao bán nữa. Mày không? Nói mắc cười quá. Hôm nay là tưởng ngày vui mày mời qua đi uống tao với thằng ba nè. Đó cái gì vậy? Trời ơi, hai đứa tao với thằng anh ba này nè, thằng anh ba. Mày bỏ chữ thằng đi, mày hổn quá. Hổn quá. Tao với anh ba mới tới đây. Thôi thì tập uống. Giờ vô. Vô. Hai ba. Vô. Vô. Uống bình phạt à. Ê, Uống hết. Phạt. Uống hết này là tính. Uống phạt. Ê phạt, đừng. Cái này có tính tiền. Uống phạt, nó uống nhiều hơn mình sao? Kệ. Tao đại. Uống đi. Rồi, anh ba đại anh chơi luôn. Uống chưa hết. Chưa hết. Ủa. Trời ơi, đổ ra ngoài hết tài đất này. Rượu ngon trời quá. Trời ơi, nó uống có 1/4, nó đổ ra hết 3/4. Rượu ngon quá, rượu ngon quá, uống đi, đổ củ hủ vừa. Trời ơi, cái gì đâu mà sao nó bừa bãi vậy sao? Uống mát là phải gọn gàng. Dạ. Gọn gàng. Làm ơn đổi mới dùm cái đi, Sáu ơi, mày đó thấy mày lúc nào cũng cũ kỹ hết trơn hết trời á. Đổi mới dùm cái đi. Buồn quá. Gì thôi, uống đi, uống đỡ buồn đi, uống đi. Trời dân đang vui rồi, cái mặt mày làm mất hứng. Tự nhiên là nó xuống sắc vậy. Hả? Mày buồn cái gì? Làm cái gì mà mặt mà nó... Bây giờ anh ba với anh Tám thấy đó. Bây giờ xã mình đang được lên là nông thôn mới rồi. Đúng rồi. Mà tao thấy người ở trong cái thôn mình không có ai đổi mới hết trơn, sao không buồn được? Mày tao không đổi mới, mày nói sao á? Tao nói bậy. Nông thôn mới thì cái gì cũng phải mới. Mới. Mày nhìn tao, mày làm sao, mày đừng có coi thường. Tao có cái mới chứ. Đó, mới mà không thấy. Anh mới, anh nói cho anh khoe đi. Khoe cái mới của anh đi. Đây. Dép mới. À, mua dép mới đó. Mới mua dép thì cũ rồi, giờ mua lá về thay dép mới. Vậy là được rồi, vậy là được rồi. Rồi còn gì mới nữa? Mới cho tiền thằng con đi thay người yêu mới. Dạ. Vậy là bậy. Anh bậy quá anh ba ơi. Bậy, trời cái này ơi. Bậy à. Thằng nhỏ bậy? Mới có 18 tuổi mà anh nghĩ sao mà anh tạo điều kiện đưa tiền cho nó đổi người yêu mới là sao? Con gái người ta nuôi bao nhiêu năm trời mà để nó xài qua một lần là đổi là sao? Bởi vậy tao nói thiệt, cái đầu óc tụi bay không có gì mới, còn cũ á. Người yêu đây là cái gì? Thằng con ta đó, nó rất là yêu xe. Nó cưng xe, nó giống như là người yêu. Bây giờ nó đang đi cái xe đạp. Tao cho tiền nó mua cái xe mới, xe đạp điện. Xe đạp điện hả? Vậy là cũng đổi mới rồi, từ xe đạp lên xe đạp điện. Cứ sao? Ủa nhà mới. Nhà anh có điện không? Có điện không? Nhà tao không có điện. Ủa? Trời đất ơi, không có điện là mua xe đạp điện chi? Kệ nó, miễn sao sạc điện? Kệ nó, miễn là nó đeo lên nó đạp là người ta nói, ô, thằng con tao mới đi xe đạp điện. Nhưng mà yên tâm. Mình xã mình là lên nông thôn mới rồi, mốt nhà nào cũng có điện hết á, đừng có lo. Thôi giờ mình uống, mình ăn mừng cái mới đi. Ăn mừng sự đổi mới đi, ăn uống. Mừng cho con tao. Mừng tao có dép mới. Hay quá. Mừng dép mới. Có người yêu mới. Có người yêu mới, vô. Rồi bây giờ á, anh ba có cái mới rồi, bây giờ mày có cái gì mới không Tám? Tám hả? Mới chứ có mới, tôi là lúc nào cũng mới chân trời. Nhìn mái tóc là biết mới nè, tóc cung bê đó. Thấy giống ai không? Giống ai? Giống anh Minh Dương. Thần tượng anh Minh Dương để tóc cung bê giống Minh Dương. Trời ơi, thôi đi, thấy người ta nổi tiếng rồi đu theo rồi cha nội. Thằng này nói gì? Mày mà Minh Dương gì, mày là Minh Xù rồi có Minh Dương gì? Bậy bạ, tóc mày tóc mới chứ bộ. Thôi đi, mới gì mới, một năm thì có đó. Mày để kiểu này một năm trời rồi, có gì đâu mới. Đổi chỗ này vậy? Hả? Mày có cái gì mày đổi mới, mày làm ơn mày khoe giùm tao một cái đi.
Ví dụ là cái gì? Chị muốn ví dụ như là cái ví gì? Ví dụ như là người yêu của mày đi. Gì đâu mà không có ai yêu gì hết trơn, trắng phèo vậy mày. Chị đừng khi dễ em, chị đừng có tưởng em ế nha. Em người yêu hả, gái theo một rừng luôn á. Thằng này hả là gái dữ lắm luôn mà tại này không chịu thôi. Anh nói cho chị biết. Đâu gái đâu, gái đâu mà mày khoe. Đi nha, em tại vì nguyên tắc là chọn vợ em nó kỳ cục lắm. Sao, nguyên tắc sao? Vậy là phải điềm tĩnh trước gái xinh, không giật mình trước gái xấu. Không được đầu gấu với gái ngoan, không cần nhẹ nhàng với gái dữ. Không được tự tử nếu mất gái ngon, không ngậm bồ hòn ôm gái nát. Không được bộc phát thích gái tiên và không ném mình vào gái ê. Nói tóm lại á, yêu điên dại thì cũng về tay không. Thôi thì cứ long bông, có khi lại thành công trong cuộc sống. Bạn ơi, thấy thấy mặn nó gì rồi. Thấy gì? Mà uống mặn mày cái có sự... cái suy nghĩ đó mà ế suốt đời. Thôi bây giờ mình uống, mình chia buồn cái sự ế của nó đi. Vô, vô, vô. Uống nha, uống em. Ê, mày làm cái trò gì vậy? Thấy tao để ý rồi, mày uống, tao mày cứ đổ vô cái vỏ, đừng đừng dẹp mới của tao. Bây giờ mày kêu vô cái mày đổ vô cái nồi lẩu. Mày chơi gì mày bắt tao trả tiền. Không phải, đồ như làm biết sao, mới phát minh ra một cái món mới gọi là lẩu hầm rượu. Lẩu hầm rượu á? Lẩu hầm rượu. Thì lấy rượu của mày, mày hầm đi, rượu mày mua chung của người ta bỏ gì mày hầm làm sao vậy? Trời ơi, sẵn tiện đây có không mấy ly rượu mà tiếc chứ gì, cái sao sao ta? Có lý, mình phải thử. Thử. Đó mày muốn thử một miếng coi. Ngon lắm, bây giờ mình phải đổ vô nhiều nhiều vô vậy nha. Thử một miếng coi. Ê, rượu mày đổ nhiều quá vậy, uống rượu mà ăn gì nữa mày? Trộn lên, trộn lên, trộn hết. Mày thử một miếng đi. Đỡ lên từ từ. Thử ra sao? Bá cháy luôn á, trời ngon lắm. Xuất sắc luôn á. Sao? Ngon quá. Thấy chưa? Ngon quá. Trời ơi, trời ơi, má. Quá lâu sao à? Từ từ. Nếm lại coi làm sao. Sao thấy nếm lại. Nếm lẩu mà bỏ rượu vô uống hoài à. Gì vậy? Phỏng hỏa chứ gì. Quá ngu thiệt hả. Người ta phát triển cỡ nào rồi mà dân mình cứ dậm chân tại chỗ. Tao buồn quá luôn á thiệt á. Vậy uống rượu đi chứ ăn làm gì nữa. Đổ rượu đi không là toàn lẩu rượu chứ còn cái ngồi gì nữa. Nói cái gì. Thôi ăn đi rồi vừa ăn vừa uống luôn. Em buồn quá anh ba ơi. Buồn cái gì? Tại vì á, người ta phát triển cỡ nào rồi mà dân xóm mình, xã mình sao cứ vậy hoài, không bao giờ thấy người tài giỏi gì hết trơn. Em buồn. À, em băn khoăn về cái chuyện đó. Đó, em trăn trở đây nè, bán quán mà vẫn trăn trở về vấn đề của xã hội. Đó, hai người thấy không? Người ta đã phát triển cỡ nào rồi. Đó, em thấy điển hình như là những người nổi tiếng như là về lĩnh vực mà công nghệ thông tin gì đó. Là ví dụ như là ông Bill Gates. Cái gì? Ông nào đi tiêu mà ra đi tiêu mà vừa tè là ông nào vậy? Trời ơi. Hai đứa bay tầm xà. Mày công nghệ phải không? Ông đó người ta gọi là ông Bill Gates. Chứ cái gì? Thì có như đọc nhiều Bill Gates. Thôi bỏ đi. Ông đó tao biết. Ông là gì đó? Ông đó là ông về Microsoft. Microsoft là cái gì? Microsoft là viết mấy cái chương trình gì, mấy vi tính gì đó. Mấy vi tính đó. Đó là nổi tiếng nè. Giàu có, tài giỏi không? Còn thêm một cái ông nữa là Steve Jobs. Cái gì? Ông nào mà gì ăn tiêu là Jobs chó ông nào hay vậy? Cái gì mà cái điện thoại gì mà cái trời ơi, con nhỏ này nói tiếng Anh cũng khùng luôn. Cái đó phải nói là Steve Jobs. Cái ông này ông chưa biết nha. Ông này làm về cho phát minh cho điện thoại chế táo đó. Chế táo. Bà học nhiều quá rồi mà mù màng. Hai ông đó gì cái ông làm làm sao? Hai ông đó rất giỏi mà hai ông là người nước nào? Nước Mỹ. Đúng rồi. Tại sao người Mỹ người ta giỏi như vậy mà tại sao dân xứ mình không giỏi như người ta? Tại vì người Mỹ người ta ăn đầy đủ chất, còn người mình ăn thiếu chất nên mình phát minh nó trật lất vậy thôi. Cho nên thấy cái tình hình như vậy nên tôi mới bắt đầu tôi nghiên cứu. Tôi bắt đầu tôi suy nghĩ là mình phải làm sao mình cải cách cái nền giáo dục của nước nhà bằng cách là mình sẽ tìm ra những nhân sự mới mang hơi hướng của thiên tài. Nhân sự mang hơi hướng của thiên tài à? Ủa là gì á? Làm sao tôi không hiểu? Mà dùng cặp từ tao to búa lớn tao không hiểu được nói cái gì luôn á sao? Ý nó nói là mình tìm ra những cái người thiên tài để thiên mình... tài tìm đó, phát minh ra những cái mới để giúp nước nhà. Đúng rồi đó. Thế mày sao cứ ăn nhậu? Cho nên á, mỗi ngày á tôi mới đọc sách. Đọc sách. Tôi đọc sách y học, tôi đọc sách thiên lý học, thiên văn học, địa lý học, sinh vật học. Mày nói hồi chỉ học nữa là tao cọc đập vô mặt mày một cái bọc nữa mày. Đất ơi, học ai à?
Để nó nói mới làm cái gì chứ? Ý nói là sau khi mà nghiên cứu một nùa sách đó thì tôi mới thấy là tại sao những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu học, những nhà vật lý học, những nhà sinh vật học, những nè, nhà lịch sử... Mày nói nữa học học tao thọc cái mặt tay của mày nè. Mày muốn nói gì mày nói liền đi, mày cứ học hai học hai mày học mà mày nói mày dẫn chứng cụ thể ví dụ mọi người thôi. Thì ví dụ là sau khi mà nghiên cứu như vậy á, tôi mới bắt đầu tôi đào tạo cho hai đứa con của tôi thành những thiên tài của đất nước sau này. Cái gì? À? Cái gì? Mày đào tạo con mày thành thiên tài à? Phân! Phân! Nổ ở trường văn miệng anh ơi, nó nổ trên mức quy định ngoài tiên liệu của em luôn rồi. Tôi nói thiệt mà. Có thiệt không? Thiệt. Em có hai đứa con của em đáng đồng tiền bát gạo lắm anh ơi. Em đau đẻ mà em thấy em hãnh diện bởi vì sao? Những đứa con của em thành những thiên tài giúp ích cho xã hội sau này. Trời đất ơi. Thiệt không? Thiên tài hả? Thiên tài. Có chuyện này không anh? Sao lại không biết, chứ? Tao không biết, nó nói xong tao tỉnh rượu rồi. Nhưng mà mày nói thiên tài, mình có bao giờ qua đây thấy mặt tụi nó đâu mà nói thiên tài. Biết sao? Sợ mọi người thấy được tụi nó, rồi mọi người thấy tụi nó giỏi quá, tụi mọi người giết nó thì sao? Vậy con mày giấu ở đâu? Hả? Trong nhà tao chứ đâu. Đây nè, mọi người thấy không? Thiên tài thường có xu hướng tìm hiểu những vật gì mà quen thuộc với mình. Em nghĩ cái ông mà dê chó gì đó anh. Cái gì? Siêu mà chóp. À đó, cái ông á, cái ông mà phát minh ra điện thoại trái táo đó, thì ổng sẽ rất là gần gũi với trái táo, chẳng hạn như là lúc nào ổng cũng ăn táo, ổng chơi táo, ổng sờ táo, ổng uống nước ép táo, thậm chí cái bếp của ổng là cũng bếp ông táo. Cho nên là ổng mới phát hiện ra điện thoại trái táo. Vậy nên là biết ông này không bao giờ biết nói láo nữa. Đúng vậy. Cho nên bây giờ con của em sẽ bắt nó tiếp cận với những cái trái gì mà quen thuộc với đất nước mình, chẳng hạn như là trái dừa. Trái dừa. Em bắt nó ăn dừa, uống nước dừa, ăn cái dừa, ăn cơm dừa, chụm sơ dừa, gài lá dừa. Để chi? Biết đâu sau này nó sẽ phát hiện ra một cái gì đó liên quan đến trái dừa thì sao? Đúng rồi. Hay chưa? Có lý, có lý. Nói cũng có lý anh ơi, có lý. Vậy anh lý. Làm gì anh? Ủa anh sao vậy? Anh sao vậy? Còn nghe còn thấy tôi nhũn não rồi đó. Sao vậy? Cái ông gì mà táo táo mà ông bên Mỹ mà ông xài bếp táo luôn hả? Xài bếp táo luôn. Hay quá. Con mày cho việc cho diện kiến vô mày không? Hình hài. Quý lắm á, tôi mới giới thiệu con tôi cho hai người thấy mặt nha. Được rồi. Đó giờ giấu dữ lắm luôn á. Giấu như mèo giấu. Tôi biết rồi. Mèo giấu ấy vậy đó, bây giờ mình uống miếng đi rồi mình khoe con mới được chứ. Uống hoài tôi vô dẫn anh đi. Kêu con mày uống hoài uống. Nhưng mà chúng mình nhớ trả tiền đầy đủ nha. Được rồi, tôi nhớ. Mày cho tao gặp thiên tài. Đâu? Trên đỉnh cây dừa nó đang đu toàn ten. Ồ, nó nhảy qua cây khác rồi. Tiếp theo cây thứ ba. Ồ, cây thứ tư. 5, 6, 7, 8, 9. Ồ, nó kìa nhảy xuống. Ủa sao con ở đây mà sao nhảy như tùm lum giống như tặc răng vậy? Trời ơi, nó đu từ đó, nó nhảy qua đây, nó rớt xuống, nó ghê chưa? Trời ơi. Má mới chỉ gì bên đó hả? Má chỉ cây dừa. Con đu cây dừa, con nhảy qua đây rồi con rớt xuống đúng không? Đâu có. Chứ sao? Đang ngồi nó má làm phát giật mình té này, con khỉ bên kia chạy qua bên kia mà chỉ đâu bệnh. Trời đất ơi, con khỉ mà tưởng con bà vậy bà nội. Ủa con bà giống khỉ lắm hả? Ông nhìn kỹ đi, nó có khác gì con khỉ không? Có khác gì con khỉ không? Nó còn ghê hơn con khỉ nữa. Hả? Nhưng mà con ghê mà con có tài, hiểu không? Má rất hãnh diện về con. Sống mũi nó cao ghê chưa? Đúng rồi, người ta là mũi dọc dừa, nó là mũi bạch dừa. Nguyên bạch dừa tụi nó bự cho nó mũi nó nè. Sống như cây dừa riết nó mới như vậy. Đúng rồi, nào giờ thấy nhiều loại khỉ lắm, khỉ đột nè, khỉ bạc má nè, lần đầu tiên thấy khỉ dừa đó. Má, sao con? Má đẻ con ra đó, sỉ nhục con bao nhiêu là sỉ nhục má bấy nhiêu đó. Không, con giống bà đâu có giống má. Giống má con bớt xấu nhiều rồi nhưng mà giống ba con giỏi, hiểu không? Vừa xấu mà vừa giỏi. Đây thiên tài của đất nước đây. Đây, thiên tài đây. Thiên tài. Dạ xin thông báo với mọi người được sao biết. Sao con? Hết rồi vậy. Má vậy còn má sao con? À, con xin thông báo với mọi người rằng sao? Con đã nghĩ ra được một phát kiến. Trời ơi, hiểu chưa? Cái gì? Còn xí. Phát kiến là gì con ha? Thông minh nói một lần hiểu liền cho mấy thằng dốt nói mệt lắm. Chửi. Chửi mày đó. Dạ. Má thân mến. Sao? Mấy ngày hôm nay con phải ngồi đọt chuối, đu đọt cây, treo đọt dừa và phát hiện một chuyện rất lạ đời. Sao con? Má biết con thấy gì không? Thấy gì con? Trong mặt lắm. À, hay quá. Đúng rồi. Bây giờ phát hiện thằng này đã có những cái ý kiến là hay rồi đó. Bây giờ mình phải biết luôn, ngồi trên cao mới chóng mặt, ngồi thấp không có chóng mặt. Hay quá. Thiên tài. Nhưng bù lại. Sao con? Bù lại con có nhiều phát kiến. Trời con. Hay lắm. Con người thấy con trai tôi không? Trời nó dễ thương, nó đẹp trai. Mình ngồi cho nó. Nó vừa còn cao ráo nữa chứ.
kiểu này là mai mốt con khó lấy vợ lắm nghe không con? Cao chỗ nào? Con cao hả? Hỏi bà nói cao. Cao. Nó cao mét mấy? 2m1. Mày đừng có giỡn cái tao nha. Ê, nổ quá vậy sao? Nó chừng mét mốt mà mày. 1m1. Còn cái dừa này là cao 1m nữa. Hả? Trời ơi, tính luôn hả? Phải tính từ ốc dừa trở lên chứ. Trời ơi. Đúng là mẹ con thiên tài. Đúng rồi, thiên tài. Chứ sao nữa, mình mà phát minh mình phải phát. Mình phải phát hiện những cái gì đó lạ đời. Chiều cao của một con người được tính từ ốc trở lên. À. Từ ốc dừa trở lên cũng là ốc đúng không? Cho nên là con cao 2m1 rồi, con đừng có cao nhiều quá nghe không con? Bây giờ con phát hiện ra gì nói má nghe đi. Trời ơi, ngồi cho nó nghe. Ừ. Má biết bầy kiến đỏ không? Biết chứ. Giờ nó cắn rồi mới biết nè. Là bầy kiến đó nó có thể chui ra chui vô được trái chôm chôm. Nó có thể chui ra chui vô được trái măng cục. Nó có thể chui ra chui vô từ trái chuối. Và đặc biệt trái sầu riêng, mặc dù sần sùi gai ốc, nó cũng có thể chui ra chui vô một cách thoải mái. Nhưng riêng có một trái nó không thể nào chui vô được. Đó là trái gì? Trái gì? Đó là trái gì? Trái gì mà con kiến không chui vô được? Đó là trái gì? Im lặng! Mày nhìn cái gì vậy? Trái gì mà nhìn dưới vậy bà nội? Hả? Cái trái đó trên cao má ơi. Trái dừa. Trái dừa mà nhìn đâu? Trái gì nhìn dưới vậy? Trái dừa nó mới rớt dưới đất kìa. Dạ, con phát hiện ra một điều. Ừ. Điều gì nữa? Cái phát kiến của con xuất phát ra từ đây. Ừ. Cái vỏ dừa nó được cấu tạo từ một hợp chất. Trời ơi, hay quá. Tôi không hiểu gì hết mà tôi vẫn thấy hay. Sao con? Nó chưa hết mà. Nó được cấu tạo từ một hợp chất rất là bền bỉ. Khó có một vật nào có thể đâm thủng nó. Khó có một dung dịch nào có thể hòa tan vào nó. Và con tính lợi dụng chuyện này. Con sẽ làm ra một sản phẩm vỏ điện thoại mang tên vỏ dừa. Đúng, hay quá. Đúng rồi, đúng, chính xác. Vỏ dừa không thể nào mà một hợp chất nào làm tiêu được nó. Đúng. Không thể làm bể được nó. Đúng. Nhưng bỏ vô lửa là cháy tèn bèn nó luôn. Bỏ vô lửa là nói làm gì cha? Vỏ dừa rất cứng, hãy tin con tôi đi. Nếu không tin tôi chứng minh liền nè. Ui da. Cái gì vậy? Vỏ dừa cứng quá mà con, sao con đau vậy? Cái vỏ dừa nó cứng, nó chắc. Nhưng mà cái đầu không có chắc. Má quên là con đang đội trái dừa trên đầu. Má quên, má tưởng là Cứng thiệt. Quánh như vậy sao nó chịu nổi? Nó bể sọ, nó chết à. Thôi được rồi. Xịt trao ra giờ à. Vỏ dừa nó cũng có sáng kiến chế ra cái vỏ điện thoại bằng vỏ dừa. Vỏ dừa, hay. Hay quá, bây giờ mình ăn mừng cái hay của nó đi. Đúng rồi. Con còn lấy cái lẩu khác. Ăn mừng. Hay quá con ơi, mình lấy cái lẩu mới đi con. Nè, bưng lẩu mới ra, mình cất cái lẩu cũ vô đi con. Trời ơi, nóng mà chị. Nóng. Ủa, cái này chưa ăn hết mà. Cái đi, bây giờ mình đổi mới rồi, mình phải lấy cái lẩu mới luôn chứ. Đúng rồi, cái lẩu mới mình bưng. Ăn mừng cháo, không thành vấn đề. Ngồi ăn lẩu mới. Kêu cái lẩu khác. Rồi, ăn lẩu mới. Lấy lẩu mới ra đây. Mừng lẩu mới. Mừng lẩu mới. Một sáng kiến mới. Hay quá. Và đây lẩu lá dừa. Hay quá. Mời lẩu lá dừa. Ủa, tôi thấy đâu có gì đâu mới. Có cái lá dừa mới với rau thơm mới thôi rồi. Sao mới? Ta mới đem vô, giờ ta mới đem ra là mới đó. Đó, lẩu mới đem ra. Trời ơi. Cái lẩu này là 320 nghe. Sao vậy? Bình thường nó có 70 gì mà. Thì 320 là bởi vì sao? Đích thân dĩ nhân đem cái lẩu ra là phải tính tiền thêm chứ, 320. Thôi, được rồi, mọi người giờ ngồi chơi nha. Con phải lên trên đọt dừa nghiên cứu tiếp nha. Nghiên cứu gì vậy con? Nghiên cứu sự di chuyển của bầy kiến. Hay quá, sự di chuyển của bầy kiến. Sẵn tiện con xem phim luôn đi. Phim gì? Sự im lặng của bầy cừu. Đúng rồi. Sau đó là coi tiếp sự trở lại của khủng long. Nghiên cứu nha. Ta đi đây. Dễ thương quá trời đi. Thấy thiên tài đi. Cái gì vậy? Là bầy té sông đó, bầy cưng nghe chưa? Thiên tài té sông hả? Đâu khi nào té giếng nó mới bị điên. Ăn mừng cho sự té xong thử té xong. Lạ quá. Ủa quên, hồi nãy nó có hai đứa con sao mới có thấy đứa vậy? Bây giờ đứa thứ hai khoe luôn nha. Khoe luôn đi. Khoe luôn nha. Con ơi, vô con. Má ơi. Trời ơi.
ơi. Má ơi. Xin lỗi, xin lỗi, không, không đi, không đi. Con kêu má hay con chửi má vậy con hả? Con kêu má ơi. Có cách nào mà kêu nhẹ người ta có được không? Kêu từ mẹ coi. Mẹ ơi. Trời ơi, kêu má nó giống cái chửi má nó dễ sợ vậy trời. Mày kêu má cho nó nhẹ hơn. Thôi bây giờ kêu thân mẫu đi. Thân mẫu ơi. Cái gì vậy hả quý tử con? Dạ thưa thân mẫu. Hài Nhi có chuyện gì? Dạ dạ, theo như mà đội hình má đã chia thì một đứa trên trời và một đứa dưới đất. Không, một đứa trên cây một đứa dưới đất má chia. Sao? Dạ đúng rồi, một đứa trên cây và một đứa dưới đất. Rồi sao? Kết quả là một đứa trên cây đã lọt xuống một cái tổ. Rồi sao? Bể sọ. Trời ơi chết rồi. Cái gì? Trời ơi, hiện tại con tôi đã bị bể sọ rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Bây giờ anh con đâu, anh con đâu? Con người nhờ cái sọ, không có sọ bể là chết rồi còn gì nữa. Anh con đâu, anh con đâu? Đâu rồi, đâu rồi? Anh con đâu rồi? Dạ, đi đâu vậy? Đi, đi cứu anh con. Anh con có bị gì đâu con? Bể sọ đó. Bể sọ. Bể cái sọ dừa. Trời đất ơi, mới mà nói nguyên câu dùm cái mà trẻ câu ra tưởng bể sọ não không à. Bà nội cha mày, mày hù tao mày. Má nó nghe nè, mau có rượt lại con, nó đừng có rượt nghe. Thôi, trời ơi, con cái bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Trời ơi, thấy cho nó chạy một cái là mất tiêu liền, thấy chưa? Trời ơi. Nó còn nhỏ mà. Ủa sao nó chạy lẹ quá vậy hả Sáu? Trời ơi, một đứa là có ốc, một đứa là không ốc. Thằng này không có ốc. Nó ngu dễ sợ ngu vậy đó. Ủa xem nó là thiên tài. Nhưng mà nó được là nó được cái đôi chân. Trời ơi, nó chạy nhanh còn hơn con hươu nữa đó. Cái gì à? Em mà mỗi lần em rượt nó là em không bao giờ rượt được hết trơn á. Em tự động em đi về không đánh được nó một miếng nào hết trơn á. Cái chân nó chạy nhanh dữ lắm. Vậy là thằng này nó có thành tích gì không? Trời ơi, ta nói nha, cái chân của nó chạy phải nói là không có ai rượt kịp hết. Cái cặp giò của nó là còn hơn là nó là nhanh hơn quả tiễn nữa đó anh. Ủa? Em thấy được cái tài năng của nó nên em đầu tư nó từ lúc còn nhỏ. Em đầu tư cái gì? Em hướng nó là một cái người gọi là gì, cầu thủ siêu sao đó, cho nên là mới mặc một bộ đồ mà cầu thủ nổi tiếng thế giới là cái đội gì đó. Trời ơi, đúng rồi, cái áo vàng vàng này quen lắm, đội gì quên rồi. Brazil. Cái gì? Brazil. Ông nội không phải, đội Brazil. Đó là tiếng Pháp ông ơi, tiếng Anh là Brazil. Thôi đi anh ơi, người ta tiếng Việt là Brazil. Brazil. Dễ đi. Thôi là cứ gì cũng được hết trơn á. Nghĩa là cái đội nổi tiếng rồi. Cho nên là em muốn nó thành cầu thủ siêu sao của đội Brazil gì đó. Nên em cho nó uống sữa từ nhỏ. Uống sữa gì? Uống sữa Brazil để thành Brazil tương lai. Ồ, uống cô gái Brazil để thành cầu thủ Brazil. Có khi nào thành cô gái Brazil luôn không? Brazil là gì? Tầm bậy, người ta đàn ông rặc gì mà. Đàn ông rặc mà chú xương gái không sợ thì thành gái thì sao? Không, cái tên đó thì thôi nhưng mà cấu tạo sữa là đàn ông. Trời ơi, cho nên là từ nhỏ tới lớn là một đứa là uống sữa không. Một đứa tôi cho ăn dừa từ nhỏ tới lớn. Làm sao mà không thành thiên tài chứ được. Ủa? Thiên tài. Hai thiên tài. Sao vậy hai con? Nói má nghe. Hai con. Ai đánh hai con hả? Dạ không ai đánh hết. Chứ sao? Con bị đau bụng. Sao đau bụng? Tại sao đau bụng? Hả? Con uống sữa từ nhỏ tới lớn không đau bụng. Sao ngày hôm nay đau bụng chứ? Con bị cái gì? Anh bị Tào Tháo rượt. Hả? Sao vậy? Từ nhỏ tới lớn ăn dừa không bị Tào Tháo rượt. Vì sao hôm nay bị Tào Tháo rượt là sao? Dạ, vậy? Dạ đúng rồi. Tại vì uống sữa má cho từ sáng cũng uống, trưa cũng uống, chiều cũng uống, tối đang ngủ. Dậy, uống sữa. Còn con thì sao? Ăn dừa suốt ngày hả? Không có, bữa nay đổi món. Dạ, cho nên là ớn quá, hai con mới quyết định đổi thực đơn cho nhau. Là con ăn dừa, anh uống sữa. Con này, mày uống sữa. Con ăn dừa. Cho nên bây giờ hai đứa bị đau bụng. Thiên tài. Trời ơi, con ơi là con. Má đã huấn luyện cho tụi con từ nhỏ tới lớn. Bao nhiêu công sức của má bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi. Thiên tài mà bây giờ thành thiên tài rồi. Trời ơi, chúng là thiên tài, gặp thiên tài.